Ok. Alo. Hello mấy đứa. Có bạn nào vào chưa nào? Rồi ok, hello các bạn nhé. Chào bạn đầu tiên là bạn Nguyễn Quân nào, bạn Vanh Nam, bạn Vanh nào, Tiệp Vanh nào, bạn Trần Đạt, bạn Dương Công Lĩnh. Đúng không? Bạn Thúy Vi nào, bạn Trịnh Minh, bạn Mai Linh, bạn Thùy Dương. Ok. Hello 2K7 nào. Hôm nay là một ngày lễ đúng không? Nhưng mà cô tròn ta vẫn chăm học để ôn thi cuối học kỳ 2. Bạn nào chăm học vào học cùng cô nào? Chào bạn Lê Ngọc Phương nào, bạn Trần Đạt, em làm mà tới 8 giờ 59 gì mới xong. Rồi ok, lát nữa cô sửa nha. Rồi bạn Văn Anh, cô up danh sách điểm đi cô. Hiện tại điểm thì lát nữa nha các bạn, hoặc là ngày mai. Ngày mai các chị trợ lý sẽ up bảng điểm cho các bạn ha. Rồi, chào bạn Quang Kiên nào, bạn Tuyền Phan nào, bạn Tuấn Tú, bạn Kiều Trinh, bạn Thanh Hiền, bạn Bùi Bóng, bạn Gia Bảo, bạn Lê Ngọc Phương, mấy câu đúng sai hơi lạ cô ơi. Rồi, thì lát nữa chúng ta sẽ sửa nhé. Chào bạn Trà My nào, bạn Kim Banh, bạn Nguyễn Ánh, bạn Nhất Nam. Em mới kiểm tra 15 phút được 8 điểm. 8 điểm là ổn áp rồi đúng không? Nếu như chúng ta có mục tiêu cao hơn thì cố gắng tiếp trong thời gian tới ha. Bạn Trà My vừa làm kịp lúc cô kịp kịp xong kịp lúc. Ok, thế là tốt đấy. Bạn Khát Long em không kịp làm. Chà, hôm nay mình được nghỉ lễ mà. Hôm nay mình được nghỉ lễ mà mình đâu có phải đi học đâu mấy đứa, mấy đứa không kịp làm nè. Giờ làm kịp không cô? Bây giờ thì không còn thời gian làm nữa rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu tập trung vào sửa cùng cô nhé. Đề thì cô đã cho mấy đứa làm từ lúc 7 giờ 50 phút đến 8 giờ 50 phút, rồi chúng ta có một tiếng để làm bài luôn rồi, đúng chưa? Rồi, và trước khi vào sửa cô hỏi một chút nào, mấy đứa làm bài tốt không mấy đứa? Rồi, mấy đứa đợi cô một xíu, cô xem thử chị trợ lý có share vô nhóm để nhắc mấy đứa học chưa nào. Ok, có rồi. Có rồi thì cô khỏi share. Không ơi, cô sợ là mấy đứa thấy không không có thấy cô livestream. Nhiều khi là mấy đứa không có nhận được cái thông báo đó mấy đứa. Rồi, các bạn đợi cô một chút. Bạn nào đang xem livestream mà thấy bạn của mình còn chưa có vào học thì mấy đứa nhắc các bạn vào học giúp cô nhé. Hôm nay là ngày lễ và chúng ta cũng xếp chuẩn bị thi cuối học kỳ 2. Bạn nào mà chuẩn bị thi rồi thì chúng ta nhớ vào ôn cùng cô. Thấy bạn của mình mà chuẩn bị thi rồi mà bạn mình còn lười học thì tắt tên bạn mình nhé. Bảo bạn mình vô học đi để thi cho nó tốt. Chứ lười học là cô Liên chém đấy, đúng không? Rồi. Bạn Kiều Trinh, cái bài đúng sai em làm không check lắm. Rồi, lát nữa cô sẽ sửa cái bài đó kỹ nha. Cô thấy nhiều bạn bị lơ tơ mơ phần đó nào. Rồi. Bạn Gia Huy, em quên thi rồi, toan chưa? Bạn Trần Đạt là dạ hơi hơi là làm hơi hơi đúng không? Bạn Tô Hòa là đề khó quá cô ơi. Ừ, đề khó không mấy đứa? Đề của cô Liên thì thường cô Liên soạn sẽ hơi khó một chút, đúng không? Nó sẽ có phân phân có là đề của cô nó sẽ phân hóa rõ ràng từ mức độ dễ có nào, mức độ trung bình khá có và mức độ khó có luôn ha. Rồi cho nên là các bạn mà có mục tiêu điểm nói chung là đề của trên trường mấy đứa mà dễ, trung bình hoặc là khó thì khi mấy đứa ôn đề cùng cô thì auto mấy đứa lên trường mấy đứa đều làm bài tốt nhé. Đấy. Rồi, cho nên là khi soạn đề thì cô cũng soạn rất là kỹ để mà nó có thể là giúp tất cả các cái gọi là đối tượng học sinh có thể làm bài tốt, được chưa? Mấy đứa làm bài của cô mà điểm lỡ nó có thấp thì cũng không có quá buồn nha mấy đứa. Tại vì mục tiêu các bạn làm bài với cô là mấy đứa để mấy đứa ôn kiến thức và mấy đứa rút kinh nghiệm. Sau này lên trường rồi mấy đứa làm bài điểm cao là ok là được chưa nào? Cô không biết làm sao nhưng mà hồi giờ cô dạy các khóa của các anh chị khóa trước á thì đề cô cho hơi khó nên là khi mà anh chị làm đề với cô là rên làm 9 điểm thôi, 8 9 điểm thôi nhưng mà lên trường thì làm bao giờ cũng là 10 điểm. 9 7 5 10 điểm vì làm đề khó quen rồi nên là lên trường làm rất là tốt, được chưa? Rồi,
Cấm như đề khó rồi. Bạn Lương Nam xem điểm chỗ nào. Điểm thì cô nói rồi, ngày mai các chị trợ lý sẽ up bảng điểm cho mấy đứa sau nhé. Bây giờ chúng ta tập trung vào sửa đề trước đã. Bảng điểm là các bạn phải đợi chị trợ lý làm cái bảng điểm nó đẹp đẹp. Chứ bây giờ chưa có bảng điểm liền nhé. Bảng điểm phải đợi làm thì mới có ha. Ừ, bạn Phan Anh Tú là đúng sai hơi khó nhưng còn lại ổn, ok tốt nè. Bà Nguyễn Ánh, đề này em làm được đúng 8:50 xong nhưng không biết đúng nhiều không ạ. À, rồi thế bây giờ sửa cùng cô để biết thử là mình đúng hay sai bao nhiêu câu ha. Bạn Tuấn Dũng, đề này cảm giác tính toán không có nặng bằng đợt trước. Ok, các bạn hỏi là đề lần này cô sẽ thiên về các câu toán thực tế nhé mấy đứa. Nếu cô, các bạn biết rồi, trong đợt này các bạn cô thấy là trên trường của mấy đứa, đề cương trên trường của mấy đứa cũng có nhiều câu toán thực tế nên đề này cô sẽ tập trung nhiều vào bài toán thực tế. Những cái đề sau thì có thể là cô sẽ tập trung vào những cái bài toán chuyên hơn, ví dụ là các bài toán đặc trưng của alcohol hoặc là aldehyde nhiều hơn nhé. Rồi, tự luận có câu em chưa hiểu lắm cô, thử lát nữa cô sẽ sửa. Rồi, đề trường em cũng có độ phân hóa như đề cô, ok Văn Hải nè. Thế thì làm đề của cô quen tay để lên trường làm tốt nhé. Bà Nguyễn Phú, em bốc hơi luôn cô ơi. Bốc hơi là sao đây, là làm đề khó quá bốc hơi luôn hả? Rồi, bạn Gia Huy, tim cho cô đi anh em. Ồ, rồi đúng rồi đó mấy đứa. Mấy đứa khi mà xem livestream của cô Liên nhớ thả tim cho cô Liên nhé. Để cô có động lực là soạn những cái đề lần sau hay hơn cho mấy đứa. Rồi, ok, bây giờ chúng ta bắt đầu nào. Chà, bây giờ là hơn 300 bạn vào rồi đúng không? Ok, cô rất là vui. Có là hôm nay mặc dù là được nghỉ lễ nhưng mà cô thấy là 2K7 cũng rất có cái tinh thần ôn thi cuối học kỳ 2. Cho nên là vỗ một tràng pháo tay nhờ. Rồi, hôm nay những bạn nào mà không đi chơi với người yêu mà ở nhà ôn luyện với cô Liên là xứng đáng có 10 điểm cuối học kỳ 2. Phát vía cho mấy đứa đạt điểm cao nhé. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng cô vào ôn đề này để chúng ta xem thử là nãy giờ chúng ta làm bài chúng ta sai đâu, chúng ta rút kinh nghiệm cũng như là ôn tập kiến thức cùng cô ha. Rồi bắt đầu các bạn ơi, sẵn sàng chưa nào? Bạn nào sẵn sàng thì comment SS chúng ta chiến. Rồi, vỗ tay là ba mẹ em giỏi hả? Rồi, ok. Rồi chúng ta bắt đầu nhá. Các bạn nào tự tin đề này 10 điểm không? Bạn nào tự tin đề này 10 điểm giơ tay cô biết nào. Bạn Trần Đạt, em bay màu mấy câu từ luận. Rồi ok, lát nữa cô sẽ sửa từ luận kỹ nhá. Rồi chúng ta đi cùng qua phần đầu tiên. Đề này thì cô soạn theo cái cấu trúc đề mới và chúng ta sẽ có 3 phần. Phần 1 là trách nhiệm lựa chọn. Chúng ta sẽ có là từ câu 1 đến câu 20 chúng ta sẽ chọn phương án đúng sai, phương nhầm, chọn các đáp án A, B, C, D ha. Cho cô đáp án câu số 1 nào. Giáo viên chủ nhiệm của em dạy hóa nên là không ôn là bị chém luôn. Wow, dữ quá hát đúng không? Rồi, nào câu số 1 mấy đứa ơi. Người ta hỏi chất nào sau đây có chứa liên kết 3 trong phân tử? Chà, câu này là câu trang điểm. Chúng ta có một cái chất mà có liên kết 3 và đáp án của chúng ta đang có các hydrocarbon. Và chúng ta chọn ngay cho cô một cái alkyne đúng không? Và alkyne chúng ta chọn ngay câu B, C2H2, đó là CH nối 3CH. Đúng chưa nào? Rồi, câu 1 đáp án B, rất đúng. Câu 1 chắc là không ai sai đúng không? Ta qua câu 2. Đứa nào mà sai câu 1 là cô chém liền nha. Là sai này là sai là do tuổi ấu thôi chứ không có do gì hết trơn á. Tại vì câu 1 dễ quá đúng không? Câu 2. Benzen tác dụng được với chất nào sau đây ở điều kiện thích hợp? Đó là một câu hỏi về hydrocarbon thơm. Chúng ta có benzen có phản ứng được với dung dịch brom không nào? Hoàn toàn không được các bạn nha. Nó chỉ có phản ứng được với brom khi có bột sắt, có là bột FeO xúc tác đấy, đây nè, có FeCl3 xúc tác hoặc là bột Fe xúc tác nha các bạn. Vậy cho nên chúng ta thấy ngay câu này phải chọn đáp án C đúng không? Nó không phản ứng được với dung dịch HCl và cũng không phản ứng được với NaOH. Chúng ta qua câu số 3 nào. Người ta hỏi chất nào sau đây có đồng phân hình học? Rồi, đồng phân hình học ôn lại kiến thức phần hydrocarbon. Các bạn chú ý là đi thi cuối kỳ chúng ta sẽ có kiến thức trọng tâm là từ bài gì? Bài alcohol, phenol, bài carbonin, carboxylic acid. Nhưng mà chúng ta vẫn sẽ có gặp một số câu ở cái phần hydrocarbon. Các bạn chú ý ha. Và cả dẫn xuất halogen luôn nhé. Rồi, chúng ta chốt câu này. Chúng ta có đáp án A đúng rồi. Bút 2N. Chất này có liên kết đôi ở giữa mặt. Và nó có đồng phân hình học rất quen thuộc đúng không? Alkyne là không có đồng phân hình học đâu.
Thằng này thì không có được nha mấy đứa, liên kết đôi ở đầu mạch như này là không có. Bút một en, bút một en cũng có liên kết đôi đầu mạch cho nên cũng không có đồng phân này nào. Chúng ta qua câu số 4 nào. Người ta hỏi công thức phân tử của ethanol. Công thức phân tử của nó là gì? Đó là công thức cấu tạo của nó và chúng ta có ngay công thức phân tử là C2H6 đúng không? Một ô và chúng ta chọn ngay đáp án D, C2H6O. Rồi, quốc luôn câu 5 nào. Người ta hỏi là khi đun nóng hỗn hợp alcohol gồm CH3OH và C2H5OH với xúc tác H2SO4 đặc ở nhiệt độ 140 độ C thì chúng ta có thể thu được số cái ete tối đa là nào. Cho cô biết đáp án câu 5. Các bạn chọn câu D. Chúng ta có ngay công thức tính số ether đúng không? Sẽ bằng gì? Sẽ bằng số gì mà nữa? Bằng n cộng nhân cho n cộng 1 chia 2. Trong đó n là số alcohol chúng ta đem thực hiện phản ứng. Ở đây chúng ta có hai alcohol có nghĩa là n bằng 2 đúng không? Vậy chúng ta thế vô là 2 nhân 2 cộng 1 tất cả chia 2, chúng ta ra được bằng 3. Đáp án sẽ là câu D, chuẩn không? Rồi, chúng ta qua câu số 6. Người ta hỏi là khử anhydride bằng NaBH4. Chúng ta thu được sản phẩm là một cái alcohol bậc mới. Rồi, đó là một câu hỏi về bài carbonin. Vậy chúng ta học rồi, khi chúng ta khử anhydride, chúng ta sẽ thu được alcohol bậc 1, đúng các bạn? Đáp án A nhé. Rồi, câu 7 nào. Chất nào sau đây có nhiệt độ sôi cao nhất trong các chất bên dưới? Chúng ta vừa học bài carboxylic acid với cô và cô có nhấn mạnh với mấy đứa thành carboxylic acid sẽ là thành có nhiệt độ sôi cao nhất, rồi đến alcohol, rồi đến aldehyde đúng không? Vậy cho nên chúng ta sẽ có là đây, chắc chắn là thành acid nó sẽ có nhiệt độ sôi cao hơn. Trong đó formic acid là HCOH, còn acetic acid là CH3COH. Hai thằng này đều là acid thì thằng nào sẽ có nhiệt độ sôi cao hơn mấy đứa? Có phải là thằng nào bự hơn thì thằng đó sẽ có nhiệt độ sôi cao hơn, đúng không? Vậy cho nên chúng ta chọn ngay cho cô đáp án là câu D, đúng nào? Rồi, ok, các bạn làm đúng rồi đó. Good job. Chúng ta qua cùng cô câu tiếp theo nào. Câu số 8. Người ta cho là gì? Phản ứng nào sau đây đã tạo thành sản phẩm không có tuân theo đúng cái quy tắc Markov-Nikod? Rồi, đó là một cái câu hỏi về quy tắc Markov-Nikod. Các bạn nhớ cho cô quy tắc Markov-Nikod thì sao? Ví dụ câu A, khi chúng ta cộng một cái alken cộng với HCl thì cái CL nó sẽ ưu tiên gắn vào cái carbon X hydrogen nhất cho sản phẩm chính đúng không? Thì bạn thấy đây, đáp án có CL gắn vô chỗ này, có là đáp án A rất là đúng nha. Câu B nè, chúng ta có cái C này X hydrogen hơn cho nên cái Br nó cũng sẽ gắn vô đây. Thì chúng ta thấy là gì? Br người ta gắn ở bên ngoài, người ta không có gắn chỗ này vậy nữa, người ta gắn ngược đúng không? Vậy cho nên các bạn thấy ngay câu B sẽ là câu nó không có đúng theo quy tắc Markov-Nikod. Còn lại câu C và câu D thì đúng rồi, đúng không? Chúng ta thấy ví dụ câu C cộng nước là HOH. Thì câu OH này nó sẽ gắn vô cái C X hydrogen hơn là cái C này. Đó, các bạn thấy chuẩn nha. Rồi, như vậy nhé. Chúng ta xong câu 8. Ta đi qua câu số 9 nào. Câu số 9 người ta hỏi chúng ta là đem 2 mol bút 1 in phản ứng với dung dịch bromide thì nó phản ứng được tối đa bao nhiêu mol bromide? Nào, câu số 9. Cô đang hỏi các bạn chọn câu C. Chúng ta có bút 1 in là một alkin đúng không? Có liên kết 3. Nó phản ứng với dung dịch bromide thì theo các bạn nó phản ứng với tỷ lệ bao nhiêu nhỉ? Chúng ta nhớ là một chất có một liên kết bi thì nó sẽ phản ứng với một bromide. Ở đây chúng ta có alkin có hai liên kết bi thì nó sẽ phản ứng với 2Br2. Chúng ta có mol alkin là 2 mol thì suy ra mol của Br2 sẽ là 4 đúng không? Chúng ta chọn ngay đáp án C. Rồi, ok. Chuẩn nhá. Rồi, ok, Kiều Trinh tỷ lệ 1 2 đúng rồi nào. Chúng ta qua cùng cô câu số 10. Người ta cho là thực hiện phản ứng khử hợp chất carbonin sau. Và người ta hỏi các bạn là gì? Là chúng ta thu được cái sản phẩm là gì? Rồi, hợp chất carbonin mà chúng ta có đây là một cái ceton đúng không? Chúng ta đem khử bởi NaBH4. Chúng ta thu được sản phẩm là gì mới được? Theo nguyên tắc của phản ứng này các bạn nhớ cho cô là gì? Cái nhóm CO này của chúng ta nó sẽ bị biến thành như cái gì mới được? Một cái nhóm chất alcohol đó là CHOH như này, được không? Rồi còn lại cái cụm CH3 này chúng ta sẽ viết nguyên lại. Ở bên này chúng ta cũng viết nguyên lại là CH2, CH3. Đây chính là sản phẩm chúng ta thu được không?
Và sản phẩm này chúng ta gọi tên là gì nào? Mặt chính chúng ta chọn sẽ là mặt carbon dài nhất. Chúng ta đánh số thứ tự từ đầu gần nhóm OH hơn là chúng ta đánh từ đầu này 1, 2, 3, 4 đúng không? Rồi chúng ta gọi tên nào? Rồi chúng ta gọi như nào mới được? Chúng ta chọn mặt chính là 4C, mặt chính 4C là butan đúng không nào? Nhóm OH vị trí số 2 ta gọi là 2-on, đáp án D. Đó là cách gọi tên của alcohol, các bạn nhớ ha. Chọn mạch chính dài nhất có nhóm OH, đánh số thứ tự từ đầu gần nhóm OH hơn. Chúng ta đánh chúng cho cô là chúng ta sẽ đọc đúng. Ok không? Bạn nào mà bị mất gốc, có là ví dụ các bạn học bài alcohol trên trường mà các bạn không hiểu bài, hoặc là học bài carbonin vân vân, chúng ta không nắm được kiến thức, thì mấy đứa nhớ cho cô là vào cái nhóm mà cô ghi ở phần bình luận đó mấy đứa. Cái nhóm đó là nhóm cô dạy hóa lớp 11, hoàn toàn free cho học sinh 2K7 để hỗ trợ mấy đứa nắm chắc cái kiến thức lớp 11. Cho nên là mấy đứa tranh thủ vào đó để mấy đứa học bù lại những cái bài phía trước, để mấy đứa lấy gốc. Lấy gốc để mấy đứa thi tốt học kỳ 2 cũng như là có nền tảng để mấy đứa học tốt năm lớp 12 luôn nhé. Ok không nào? Chào, hôm nay học sinh 2K7 chăm học thế nhở? Trời, xứng đáng quá đúng không? Hôm nay là cô Liên bỏ ra rất là nhiều thời gian để mà soạn đề cho mấy đứa, nhưng mà hôm nay mấy đứa rất là chăm học, rất là đáng khen, và cô Liên cũng rất là vui. Chung là công sức được đền đáp mấy đứa. Cô Liên soạn đề hay cho nên mấy đứa nhớ nhá, nhớ nhá, những cái lần sau mà cô thi cho các bạn thi thử cuối học kỳ 2 mấy đứa nhớ làm vào làm để chúng ta ôn được nhiều kiến thức hơn ha. Chúng ta qua câu số 11 nào. Câu 11 nhắm mắt ra B, không biết làm. Nhắm mắt ra đáp án B mà comment là không biết làm, chắc cô chém. Người ta hỏi X là một cái dẫn xuất chlo của ethan. Và khi chúng ta đun nóng X trong nao H dương, chúng ta thu được chất hữu cơ Y, vừa tác dụng được với Na và vừa tác dụng được với CuOH hai lần ở nhiệt độ thường. Người ta hỏi X là chất nào trong các chất bên dưới? Nào các bạn ơi, chúng ta có, đó là một câu hỏi khá là hay. Chúng ta nhìn cho cô, để mà gì? Khi mà chúng ta thu được một cái chất hữu cơ Y mà có phản ứng được với CuOH hai lần ở nhiệt độ thường, thì các bạn hình dung cho cô nó phải là một cái alcohol đa chức đúng không? Đa chức, và bây giờ nó muốn đa chức thì nó phải gắn tối thiểu bao nhiêu cái gốc chloro mới nữa. Chúng ta hiểu nào, chúng ta đem đun nóng cái dẫn xuất halogen với NaOH thì chúng ta sẽ có cái sự biến đổi là gì? Đây ví dụ nào, nó gắn cái gốc Cl thì nó sẽ bị biến thành cái gốc OH khi chúng ta cho nó qua NaOH đúng không? Nó có cái phản ứng thế như vậy. Thế Cl bằng OH. Có là sản phẩm chúng ta thu được sẽ là các alcohol, mà cái alcohol này có thể hòa tan được CuOH hai lần, thì chúng ta suy ra nó phải là alcohol có ít nhất hai nhóm OH kế tiếp nhau, đúng không? Vậy từ đó chúng ta suy ra cho cô. Đây các bạn hình dung nào, đây là alcohol tạo ra từ cái ethan. Ethan là một thành có 2C. Và mấy đứa nghĩ ngay cho cô đến cái gì? Đến cái alcohol có hai cái OH như này, đúng không? Thành này là thành có khả năng hòa tan được CuOH hai lần. Và để mà tạo ra được cái sản phẩm này thì cái dẫn xuất halogen của chúng ta sẽ phải là cái chất như này. Đó, nó gắn hai cái Cl thì chúng ta cho đi qua NaOH, nó sẽ biến hai cái Cl này thành hai cái OH đúng không nào? Rồi, và cái chất ban đầu này chúng ta sẽ đọc tên là 1,2 dichloroethan nhé. Cái này cô đánh sai lỗi 98 một chút, mấy đứa có là chữ này là chữ giờ ha. Ethan thì chúng ta thêm cho cô chữ H vô. Cô đánh bị sai lỗi 98 một chút chút. Và chúng ta chốt đáp án vẫn sẽ là câu B nhé. Đó là cái cách chúng ta phân tích. Còn nếu như mà các bạn không phân tích được như cô thì các bạn có thể làm câu này theo hướng là các bạn loại trừ cho cô các đáp án. Tức là các bạn sẽ thử cho cô từng đáp án, cô thử cho các bạn xem luôn ha. Ví dụ câu A nè, chúng ta có 1,1,2,2 tetrachloroethan thì nó sẽ có công thức như sau. Các bạn có là mỗi cái gốc carbon này nó sẽ gắn hai cái Cl đúng không? Rồi chúng ta khi cho qua NaOH thì chúng ta sẽ thu được sản phẩm là gì nào? Các cái Cl này nó đều bị biến thành nhóm OH hết mấy đứa. Đó. Các bạn có biết cái chất này là chất gì không nào? Các bạn nhớ cho cô, trong bài alcohol chúng ta học thì một cái alcohol, tức là một cái nhóm OH nó chỉ có được gắn trên một carbon, tức là một C chỉ có được gắn một OH thôi. Nếu như nó gắn hai OH thì cái hợp chất này không bền các bạn ha. Nó sẽ bị biến đổi thành cái gì nào? Hai cái OH gắn trên một C nó sẽ không bền, nó biến đổi thành nhóm CHO, được chưa? Cái bên này cũng vậy các bạn. Một cái C gắn hai OH nó không bền và nó bị biến thành nhóm CHO. Vậy cho nên chúng ta có là gì?
cái chất này nó sẽ bị biến thành cái chất này, và chất này mấy đứa biết nó có tên là gì? Oxalic anhydride đúng không? Rồi, anhydride oxalic nhá. Rồi tiếp theo cô phân tích luôn câu C nào. 1,1 dichloroethan, tức là chúng ta có một chất có 2 Cl gắn tại một vị trí một, tức là 1,1 dichloroethan ha. Thì chất này khi cho qua NaOH, chúng ta sẽ có sự biến đổi là gì nào? Hai cái Cl biến thành hai cái OH như này. Và các bạn thấy trong trường hợp này chúng ta lại có gì nữa? Chúng ta lại có hai OH gắn trên cùng một C, nó không bền và mới biến đổi thành nhóm CHO. Tức là các bạn hiểu cái cụm này nè, nó bị biến thành CHO. Còn cái C này chúng ta viết nguyên lại ha. Và nó tách ra nước nha mấy đứa. Nó biến nhóm này thành CHO và tách nước ra. Ok là không nào? Đó là một cái kiến thức mở rộng các bạn cần lưu ý cho cô nhé. Tiếp đến chúng ta có tiếp cái chất D luôn nào. Ta có là 1,1,1 trichloroethan, tức là một cái C, nó gắn ba cái Cl lần các bạn. Đó. Thì sao nào? Thì lúc bây giờ nó sẽ tạo ra gì? Một cái sản phẩm có gắn ba cái OH. Và chắc chắn là nó cũng không bền các bạn. Nó tạo thành cái sản phẩm như sau. Hai cái OH này nó sẽ bị tách ra các bạn để nó tạo thành nhóm C nối đôi O, và cái nó giữ OH này lại. Tức là các bạn chú ý một cái carbon mà nó có gắn ba cái OH thì nó sẽ không bền, nó biến thành gốc axit, tức là gốc COOH các bạn ha. Rồi, đó là kiến thức mở rộng một chút các bạn lưu ý nhé. Lỡ chúng ta đi thi chúng ta gặp thì các bạn biết cách làm, được chưa? Chúng ta qua cùng cô câu tiếp theo. Câu 11 hơi khó cho nên cô phân tích rất là kỹ nha các bạn. Câu 12 người ta hỏi có bao nhiêu đồng phân mạch hở, kể cả đồng phân hình học của cái chất có công thức phân tử là C3H5Br. Rồi, câu số 12 các bạn. Câu 12 các bạn chọn đáp án gì nào? Bạn Kim Ngân, em cũng viết đồng phân hình học này cô. Kim Ngân là học sinh 2K6 hả? Ok. Rồi, Thu Tuyết, mặc dù em thái hóa thì em nhức đầu. Trời ơi, Thu Tuyết, học sinh 2K4. Rồi, ok, bình tĩnh để cô dạy các em 2K7 nào mấy đứa ơi. Các anh chị bình tĩnh nha các anh chị ơi. Để các em 2K7 học bài. Các bạn đang chọn đáp án C đúng không? Cô sửa nào. Người ta hỏi có bao nhiêu đồng phân mạch hở của cái dẫn xuất halogen này. Các bạn nhìn cho cô. C3H5Br mấy đứa có thể đoán được đó là dẫn xuất halogen của cái hydrocarbon nào không nào? Chúng ta đoán được là gì? Hình dung cho cô nào. Các bạn có dẫn xuất halogen là cái thằng Br này nó vào nó thế chỗ của một cái nguyên tố hydrogen. Cái thằng này nó có 5 hydrogen thì có nghĩa là cái chất ban đầu nó sẽ là C3H6 mới đó. C3H6 để nó thế một hydrogen nó tạo thành là C3H5Br. Cho nên các bạn đoán được ngay đó là một dẫn xuất halogen của một cái alken đúng không nào? Rồi, và cho nên chúng ta sẽ viết đồng phân của nó. Thì chúng ta phải viết cái mặt có cái liên kết đôi của alken ra. Thằng này có 3C thì chúng ta viết cho cô 3C thành hàng nào, đúng không? Tiếp theo chúng ta điền liên kết đôi vô. Rồi, sau đó chúng ta mới bắt đầu tìm vị trí điền cái Br. Cô có thể điền Br đây đúng không? Một đồng phân. Không thích thì sao nữa? Cô di chuyển Br vô đây, đúng nào? Rồi, không thích thì cô di chuyển Br qua đâu? Qua đây, được chưa? Rồi, bây giờ các bạn thấy đề bài này người ta đếm là bảo đếm cả đồng phân hình học. Thế chúng ta xem cho cô thử chất nào có đồng phân hình học nào. Chất này các bạn thấy nào đây, liên kết đôi nằm ở đầu mạch, không có đồng phân hình học đúng không? Chất này liên kết đôi cũng nằm đầu mạch, cũng không có luôn. Chất này thì sao? Chất này mấy đứa có để ý cho cô ngay cái hai cái carbon mang liên kết đôi nào. Carbon này nó gắn một cái hydrogen và một góc Br, tức là nó gắn hai cái nhóm thế khác nhau là thỏa mãn có đồng phân hình học. Tiếp theo C này cũng vậy, nó gắn một cái H và một cái cụm CH3. Một cái cụm CH3, nó thỏa mãn có đồng phân học đúng không? Vậy cái chất này có đồng phân switch trend các bạn ha. Đồng phân switch và đồng phân trend. Vậy chúng ta có đếm là tổng là 1, 2 với đồng phân switch trend nữa là 4. Tổng cộng đáp án phải là câu C các bạn. Rồi câu 12 chốt đáp án C nhé. Bạn Nguyên Triều em đếm thiếu rồi, hu hu, toan nhờ. Rồi, rút kinh nghiệm nha các bạn. Hiếu, trời ơi, sao 2K6 còn vô đây? Rồi, 2K6 hôm nay nghỉ lễ nhưng mà cũng lo tập trung cày nha các bạn ơi. Chứ vô đây mà em các em 2K7 đang ôn thi cuối học kỳ 2. Còn các anh chị 2K6 thì bây giờ phải tập trung cho việc ôn thi Trung học Phổ thông Quốc gia nhé. Chúng ta qua cùng cô câu tiếp theo.
Câu này mà bạn nào quên đếm đồng phân học là toang rồi, tại vì cái đề cô đã cố ý là cho đây là đếm cả đồng phân học rồi mà. Mấy đứa phải chú ý nhé. Rồi chúng ta qua cùng cô. Bạn Cẩm Như em đếm nhầm ra 5 rồi, rút kinh nghiệm ha Như. Câu 13. Người ta cho là hợp chất thơm ít tác dụng được với Na theo tỷ lệ mol 1:2 và tác dụng được với NaOH theo tỷ lệ mol 1:1. Người ta hỏi X có thể là chất nào sau đây? Rồi, đó là một cái câu hỏi liên quan đến tính chất của bài alcohol và bài phenol. Nào, mấy đứa chọn câu nào nào? Các bạn chọn đáp án gì? Các bạn nhìn cho cô, thứ nhất, nhớ cho cô nào, một cái thành mà muốn phản ứng được với NaOH thì nó phải có OH của phenol nhé. Rồi và khi mà các bạn thấy nó phản ứng với NaOH tỷ lệ 1:1, nghĩa là các bạn hiểu nó có một OH phenol, được chưa? Rồi, tiếp theo, nó phản ứng với Na theo tỷ lệ mol 1:2 thì các bạn chú ý, cái OH của phenol và cả OH của alcohol đều phản ứng được với Na. Vậy có nghĩa là bạn hiểu tỷ lệ 1:2 nghĩa là cái số 2 đang được mặt. Cái số 2 này nghĩa là chứng minh nó có 2 OH, đúng không? Cô vừa khẳng định nó có một OH phenol và cô cũng vừa khẳng định nó bắt buộc phải có 2 OH, nghĩa là ở đây chúng ta có một OH phenol rồi. Và trong đó còn một OH của alcohol, mấy đứa hiểu ý tưởng không? Tại vì mấy đứa biết là OH của phenol cũng phản ứng được với Na luôn rồi nhá. Ok. Vậy chúng ta chọn thử đáp án nào phù hợp với điều kiện là có một OH phenol và một OH của alcohol nào. Câu A các bạn thấy đó là 2 OH gắn ở ngoài vòng benzen, nó là 2 OH alcohol đúng không? Là 2 OH alcohol ta loại nhé. Câu B có 2 OH gắn trực tiếp vào vòng benzen, nghĩa là có 2 OH phenol, chúng ta loại luôn. Câu C chúng ta có 2 OH gắn vào dòng benzen thì nó là 2 OH phenol và nó có thêm một OH alcohol, cho nên cũng sai luôn. Đáp án chỉ có thể là câu D. Đây là OH của phenol nào, còn đây là OH của alcohol nhé. Rồi, chúng ta chốt đáp án câu 13 là đáp án D. Good job thế nào? Rồi, tốt. Chúng ta cùng cô đi qua câu 14. Câu 14 các bạn ơi, đề bài cho cái phản ứng như sau. Đây là phản ứng gì nào? Phản ứng của aldehyde với thuốc thử toluene đúng không? Và người ta hỏi chúng ta là tổng hệ số cân bằng của cái phản ứng này là bao nhiêu? Chà, đó là một phản ứng rất là quen thuộc trong bài aldehyde, cho nên là cô mong mấy đứa sẽ cân bằng được nhé. Rồi nào, câu 14. Câu này ai nhớ được hệ số cân bằng là làm được thôi các bạn. Chúng ta có là gì nào? CH3CHO cộng với AgNH3 tất cả hai lần OH, đây là thuốc thử toluene đúng không? Thì ta thu được là gì? Sản phẩm là CH3CONH4. Các bạn chú ý cho cô nguyên tắc của phản ứng này là cái nhóm CHO này nó biến thành cụm CONH4 nhé. Chúng ta thu được sản phẩm gì nữa? Ag cộng NH3 cộng với nước. Rồi ta cân bằng. Ở đây chúng ta có nhớ là anhydride đơn trước tạo ra 2 Ag. Chúng ta cân bằng 2 Ag đây. Chúng ta đếm được có bao nhiêu nitrogen các bạn. Nitrogen có 4 nitrogen. Chúng ta trừ chỗ này 1 thì còn chỗ này là 3, đúng không? Chúng ta đếm oxygen để cân bằng nước. Chỗ này 1 cộng với chỗ này là 2 nữa là 3 oxygen. Trừ chỗ này 2 thì chúng ta còn chỗ này 1 oxygen. Bằng chưa? Bằng. Và chúng ta có tổng hệ số cân bằng của phản ứng là 1 cộng 2 là 3, 3 cộng 1 là 4, 4 cộng 2 là 6, 6, 3, 9, 9, 1, 10. Ta chọn đáp án C. Chọn câu nào? Rồi, câu này là câu dễ nha mấy đứa. Rồi, câu 15 các bạn chọn câu... À khoan, câu 14 các bạn chọn câu C, đúng rồi. Chúng ta cùng câu đi qua câu 15. Người ta hỏi là trong công nghiệp acetone được điều chế từ đâu? Rồi, ai cho cô biết nào, acetone trong công nghiệp chúng ta điều chế từ đâu nữa? Acetone công thức là CH3COCH3 đúng không? Thành này được điều chế từ cumen đúng không? Cumen là thành có vòng benzen gắn cái gốc isopropyl, góc này nhá. Rồi, chúng ta xong câu này. Ổn áp đúng không? Chúng ta qua tiếp câu 16. Người ta cho các chất sau và người ta hỏi có bao nhiêu chất tác dụng được với iodide trong NaOH tạo ra iodoform. Tức là người ta hỏi có bao nhiêu chất có khả năng tham gia phản ứng iodoform đấy các bạn. Rồi, câu 15 các bạn chọn câu B. Các bạn nhắc lại nào, nhớ cho cô điều kiện một chất muốn tham gia được phản ứng iodoform thì chất đó phải có cái gì nữa? Nó phải có cái nhóm này nè, CH3CO. Bạn bắt buộc nó phải có cái cụm này nha các bạn. Vậy thì các bạn nhìn cho cô, chất nào có cái cụm này là nó đúng.
Đầu tiên là methanol. Methanol là HCHO. Các bạn thấy nó không có cái cụm này cho nên chất này loại ha. Ethanol, cô biết cái dưới này nhá, ethanol là CH3 CHO. Cô biết ló cái nhóm chức CHO ra để các bạn nhìn thấy cái cụm là CH3 CO nè. Các bạn thấy chất này đúng đúng không? Propan hydroxide. Các bạn thấy là cái đuôi nó ONE nó là cetone và chúng ta viết cho cô mạch chính ra 3C. Hydroxide nghĩa là cái nhóm chức C nối đôi O vị trí số 2. Các bạn thấy nó có cái nhóm CH3CO và chất này đúng đúng không? Rồi tiếp theo propanan. Pro là 3C. Đuôi AL là đuôi aldehyde các bạn. Đó, nó có cái nhóm CHO nằm cuối. Các bạn thấy chất này có cái nhóm CH3 CH3CO không? Không có, đúng không? Trên chất này sai. Tiếp theo là butanhyon. Các bạn viết cho cô là mạch 4C. Hyon nghĩa là vị trí cái liên kết C nối đôi O vị trí số 2. Để chúng ta viết cho cô nhóm CH3 vô, viết điền hydrogen vô các bạn. Các bạn thấy ngay đây nó có cái cụm CH3CO và cho nên chất này đúng. Chúng ta có 1, 2, 3 chất đúng, đáp án B đúng không? Rồi, cô thấy các bạn chọn câu B rất là nhiều. Đúng rồi nhá. Good job mấy đứa. Chúng ta qua câu tiếp theo. Rồi, chúng ta qua câu 17 các bạn. Cũng là một câu lý thuyết đếm. Người ta cho là dung dịch phenol tác dụng với bao nhiêu chất trong số các chất sau đây? Phenol của chúng ta là một cái thành gì? Dạng suất. Có công thức là gì? Vòng benzen gắn nhóm OH. Các bạn xem thử nó phản ứng được với bao nhiêu chất nào? Câu 17, các bạn chọn đáp án D. Chắc ăn chưa? Để cô sửa nào. Đầu tiên các bạn có, nó có OH và cái OH của phenol mà đứa chú ý là nó phản ứng được với cả Na và NaOH luôn nhé. Nhớ như vậy, cái nên cô chọn Na nào. Tiếp theo dung dịch bromide nó có phản ứng tạo ra kết tủa tránh. Chuẩn. Tiếp theo có cộng được với NaCl không? NaCl không có phản ứng, loại. Nó có phản ứng với NaOH là đúng nhé. Có phản ứng được với H2O3 với xúc tác H2S4 không nào? Câu này có. Nó sẽ tạo ra sản phẩm là gì nữa? Sản phẩm là gì? Đây. Chúng ta sẽ có nó gắn ba cái gốc nitro là ba cái con nhóm NO2 vô đây. Đó. Thì chúng ta có sản phẩm như này là 246 trinitro phenol đúng không? Rồi tiếp theo là dung dịch NaHCO3 thì các bạn chú ý nó không phản ứng được nha. Nó phản ứng được với dung dịch Na2CO3 các bạn theo phản ứng như sau là C6H5OH cộng với Na2CO3 phản ứng hai chiều. Chúng ta thu được sản phẩm là C6H5ONa cộng với NaHCO3. Đây là một cái phản ứng chúng ta dùng để chứng minh phenol có tính axit mạnh hơn cái nóc số mấy mấy đứa? Mạnh hơn nóc số mấy nhỉ? Mạnh hơn cái nóc số 2 của cái gốc carbonic axit đúng không? Nó đòi cái mắt nóc số 2 này ra khỏi muối nè các bạn. Rồi, ok, đúng rồi nhé. Và cho nên chúng ta nhớ là có phản ứng với Na2CO3. Vậy chúng ta có bao nhiêu chất nhỉ? 1, 2, 3, 4, 5. Đáp án D. Rồi, xong nhá. Rồi, câu này có bạn nào chọn câu D giống cô không nào? Các bạn chọn câu C. Cô thấy có nhiều bạn chọn câu C lắm đấy nha. Rồi, toàn nha. Bạn nào chọn câu D là đúng, mà bạn nào lỡ chọn câu C nghĩa là chúng ta chọn sai cái gì đó rồi. Sửa vào cho cô. Chúng ta xong ha. Chúng ta qua cùng cô câu 18. Rồi câu 18 các bạn. Người ta cho là xăng sinh học E5 là sản phẩm thu được khi chúng ta pha trộn xăng E92 với các cái nhiên liệu sinh học như là bioethanol theo tỷ lệ thể tích là 95 năm. Xăng E5 được sử dụng làm nhiên liệu cho các loại động cơ đốt trong như xe máy, ô tô. Lý do khiến xăng E5 được khuyến khích sử dụng là ai biết nào? Các bạn chọn câu A. Câu A là do xăng sinh học E5 thân thiện với môi trường và hạn chế sự ô nhiễm. Câu này ok, rất đúng đúng không? Chuẩn nhá. Rồi, cho nên là bạn nào mà đang chạy xe máy thì khi nào sau này mấy đứa đi đồ xăng mấy đứa cũng có thể là lựa chọn, ưu tiên lựa chọn xăng E5 để mà bảo vệ môi trường. Chúng ta qua câu số 19 và câu 20. Nguyễn Ánh hay mình rủ cô lên thuyền đi tìm kho báu.
vừa đi tìm kho báu vừa học. Ôi là trời ơi, bây giờ là mấy đứa cũng biết cái trend đi tìm kho báu rồi hả? Khổ thân quá bây giờ đâu. Rủ cô đi tìm điểm cao môn hóa thì được nha, chứ nếu mà đứa nào mà rủ cô đi tìm kho báu là cô chém ấy. Lo học đi các bạn ơi. Rồi, chúng ta cùng cô qua câu 19. Câu 19 các bạn. Em chạy xe điện nên không biết. Ok. Người ta cho cái gì bạn? Một cái chất hữu cơ X có cái phổ khối xác định được cái biết ion phân tử M cộng của X có giá trị M chia Z bằng 60. Phổ hồng ngoại của X như sau các bạn. Và cái câu này các bạn thấy cô rất là tốt bụng cho sẵn mấy đứa cái bảng số sóng hấp thụ của các cái nhóm chức luôn rồi. Cái bảng này đáng lý là mấy đứa phải thuộc đấy nhá. Và bây giờ các bạn cho cô biết cái chất X này sẽ là chất nào nào. Chào các bạn chọn câu D không cần suy nghĩ luôn à. Rồi, chúng ta có. Đầu tiên các bạn chú ý cho cô một cái bit rất đặc trưng ở cái khoảng này. Khoảng này tầm 1700 đấy đó. Thì cái bit này chính là bit đặc trưng của liên kết C nối đôi O, đúng không? Vậy cho nên chắc chắn đây là một cái hợp chất có liên kết C nối đôi O. Thì chúng ta loại ngay alcohol, đúng không? Tiếp theo các bạn thấy nào đây, aldehyde nhá, aldehyde với thành carboxylic acid nó đều có liên kết C nối đôi O nè. Các bạn lại nhìn cho cô ở cái bit đây. Đây là một cái bit tù và rộng ở cái khoảng là 3000 thì nó sẽ là bit đặc trưng của liên kết OH. Và chúng ta chọn ngay đáp án D, carboxylic acid, đúng không? Rồi, câu này thì là câu dễ các bạn, nhìn đề nó cho ghê gớm thế thôi chứ thật ra là câu dễ, đúng không? Chúng ta qua câu 20 nào. Câu 20 cũng là một kiểu câu hỏi rất là hay gặp trong đề thi, các bạn chú ý nhé. Người ta cho các bạn một cái chất là trong nước ép của quả chanh chứa khoảng 5% citric acid. Điều này giúp chanh có vị chua và độ pH của chanh từ 2 đến 3. Người ta hỏi citric acid có công thức cấu tạo nào sau đây. Rồi, chúng ta có chọn cho cô phát biểu đúng. Người ta cho citric acid có công thức cấu tạo như thế này và người ta hỏi phát biểu nào đúng các bạn. Em chọn đại mà đúng à? Ok, trời ơi, chọn đại mà đúng, ok, tốt đấy. Gọi là số mình hơn đúng không? Rồi, cô đang thấy mấy đứa chọn câu B. Chúng ta sửa nào. Câu A, công thức phân tử của citric acid là C6H6O7. Trời ơi, câu này hơi mệt đúng không? Thế bây giờ chúng ta dù là hơi mệt nhưng mà chúng ta chịu khó đếm cho cô nào. Các bạn chú ý cho cô mỗi cái chấm chỗ này bạn, tại mỗi cái đỉnh như này nè, nó sẽ là một cái nguyên tử carbon nhá. Các bạn thấy cô chấm bao nhiêu chấm? 1 2 3 4 5 6 chấm đúng không? 6 chấm thì nó là C6 đúng rồi. H bao nhiêu? O bao nhiêu nào? 1 2 3 4 5 6 7 O mấy đó, nó là O7. Bao nhiêu hydrogen mấy đó? Các bạn có thể đếm nè, ngay chỗ này là 1 2 3 4 là đủ 4 hóa trị rồi, chỗ này không có H nữa. Chỗ này còn 2H đúng không? Chỗ này là 1 2 3 4 đủ rồi nhá, chỗ này còn 2H. Chỗ này đủ luôn rồi, chỗ này đủ. Vậy thì chúng ta có bao nhiêu H nào? 1 2 4 6 6 rồi 7 8 đúng không? Nó phải là C6H8 mới được. Người ta cho câu A là C6H6 cho nên câu này sẽ là câu sai nhé. Được nào? Rồi, đó là cái cách chúng ta đếm công thức phân tử. Chúng ta qua câu B. Nước ép chanh có thể tỏi được cạnh trong cái ấm đun nước. Đúng không nào? Rất đúng. Tại vì sao? Chúng ta có cạnh của ấm đun nước là thành CaCO3 là một cái muối carbonate đúng không? Và mấy đứa có học trong cái bài hôm trước ta học là tính chất của gì? Carboxylic acid, các bạn nhìn nào, đây. Đây là các cái nhóm chức carboxylic acid đây đó, nó có cái nhóm COH. Và tính chất của carboxylic acid là có khả năng phản ứng được với muối carbonate để giải phóng khí CO2. Vậy có nghĩa là cái cạnh đóng ở trong cái ấm đun nước là CaCO3 thì khi chúng ta cho chanh vào nó sẽ tỏi được cái lớp cạnh này đi. Rồi câu này là một câu rất là đúng nha các bạn. Bạn Văn là em tưởng nước vôi trong, nước vôi trong là cái gì nhỉ? Cái này là đâu phải nước vôi trong mới đó, đâu phải. Cái này là muối nhá. Rồi cô sửa luôn câu C và câu D nào. Câu C, 1 mol citric acid tác dụng với Na dư sinh ra 4 mol hydrogen. Các bạn nhìn cho cô nào, ở đây chúng ta có ba cái nhóm này là nhóm COOH đúng không? Nó có ba nhóm COH. Và nó có một cái ô nhóm OH. Đó. Thì khi chúng ta đem cái chất này cộng với sodium thì chúng ta sẽ thu được hydrogen. Trong đó các bạn nhớ cho cô hệ số cân bằng của hydrogen á thì nó phụ thuộc vào số nguyên tử hydrogen linh động. Và cái cách đếm như sau, các bạn hiểu trong nhóm chức của cái COH nó có một hydrogen linh động.
đúng không? Thì ở đây có 3 nhóm thì nó sẽ có 3 hydrogen linh động. Cộng với một hydrogen linh động trong cái OH nữa, tổng chúng ta có 4 4 hydrogen linh động. Thì chúng ta sẽ cân bằng qua đó là bao nhiêu đó, mấy đứa lại sẽ lấy 4 chia 2 ra. Tức là các bạn sẽ lấy số nguyên tử hydrogen linh động chia cho 2 thì nó ra được hệ số cân bằng của cái H2 chỗ này. Nghĩa là bằng nhiêu? Bằng 2 á, chúng ta cân bằng 2. Đúng không? Vậy cái 1 mol citric acid này các bạn thấy nó sẽ tạo ra được 2 mol hydrogen chứ không phải là 4 nha các bạn. Cho nên câu này sai, được chưa? Rồi, câu D cuối cùng. Citric acid tác dụng được với NaOH theo tỷ lệ mol 1:4. Đúng không mấy đứa? Cô vừa cho các bạn biết là nó có 3 nhóm chất axit và một nhóm chất của alcohol, thì trong đây chỉ có gì? Chỉ có 3 nhóm chất axit phản ứng được với NaOH, cho nên tỷ lệ phản ứng ở đây phải là tỷ lệ 1:3 chứ không phải là tỷ lệ 1:4 các bạn ha. Rồi, chúng ta xong câu 20. Coi đúng hết câu cái phần đầu tiên không? 20 câu trắc nghiệm chọn đáp án ABCD đầu tiên mấy đứa chọn đúng không? Rồi, ai nào? Ai đúng hết giơ tay cô viết. Bạn Kiều Trinh em sai 4 câu rồi. Thúy Vi sai nhiều. Lê Bảo Ngọc sai nhiều. Trần Đạt em vậy là được tròn 400, 400 điểm hả? Ok. Bạn Ngọc Phương em lần đầu đúng hết trách nhiệm cô ơi. Ok, good job Phương nào. Bạn Thùy Dương em sai 2 câu trắc nghiệm phần này. Rồi, trời ơi, bạn Trà My em sai một nửa à cô ơi. Thôi rồi. Bạn Dũng anh em lái thuyền ra khơi. Rồi anh em nào còn ra lái thuyền ra cứu Dũng đi, cho Dũng nó chết rồi, nó bị thuyền đưa ra xa rồi. Rồi ok, cô thấy rất nhiều bạn sai là sai nhiều 3 câu, 4 câu đó. Và cho nên là sao? Có là kiến thức của mấy đứa còn còn hơi yếu yếu, thì các bạn chú ý nhé, tuần này đâu. Tuần này chúng ta ngoài cái buổi hôm nay thì chúng ta còn một buổi ôn thi cuối học kỳ 2 nữa là ngày Chủ nhật. À, thì ngày Chủ nhật cô cũng sẽ soạn tiếp một đề nữa để các bạn ôn thi tiếp, và tuần sau chúng ta cũng sẽ tiếp tục ôn, tức là cô ôn để cho các bạn đến lúc mấy đứa thi á, mấy đứa làm bài tốt. Và cho nên những cái buổi sau mấy đứa cũng nhớ là làm bài và vào ôn cùng cô để chúng ta có thể là hạn chế cái sự sai đi nhé. Ok không? Bạn Duy Khôi sai một câu. Rồi, ai sai nhiều thì thả mạch buồn, còn ai mà sai ít ít thì thả tim cô biết ha. Rồi. À, sẵn tiện mấy đứa, trước khi mà chúng ta đi qua cùng cô phần 2 đó là phần trắc nghiệm đúng sai. Thì cô xin phép mấy đứa nhá, nhân cái dịp là mấy đứa đang xem đông đông hôm nay và cũng là hôm nay là ngày lễ, cho nên là cô xin phép một phút để mà PR một chút các bạn. Hiện tại chúng ta có đang là gần cuối tháng 4 rồi đúng không? Thì hôm trước cô có một cái buổi livestream giới thiệu ra mắt với mấy đứa cái khóa xuất phát sớm khóa 12 dành cho học sinh 2K7. Là cái khóa đó là sẽ là dùng dành cho những các bạn mà muốn học sớm chương trình khóa 12 ở hè này. Thì cái khóa đó là cô đang tuyển sinh sớm và qua tháng 5 là tầm cuối tháng 5 20, tầm thường mọi năm là 20 tháng 5 thì cô sẽ khai giảng nha mấy đứa. À đúng rồi, cô Liên đăng quảng cáo nên là cô dành một phút để quảng cáo nghỉ ngơi trước khi qua phần mới ha. Giống như chúng ta xem phim là sẽ có một phút quảng cáo đấy. Rồi đúng không? Thì ngày 20 tháng 5 chúng ta sẽ bắt đầu khai giảng và học sớm chương trình khóa 12 từ hè. Nếu chúng ta học sớm từ hè thì nó chắc chắn là có lợi thế hơn rất là nhiều. Chúng ta học từ hè các bạn thì nó giúp là các bạn sẽ có nhiều thời gian và chúng ta học cặn kẽ là từng ly từng tí của chương trình, và nó cũng giúp mấy đứa là gì? Chúng ta học trước thì vô năm trên lớp các bạn học rất là tuyệt vời. Các anh chị khóa, các bạn có thể hỏi các anh chị khóa trước và các anh chị sẽ truyền cho mấy đứa kinh nghiệm là nên xuất phát sớm để chúng ta có cái gì? Chúng ta sẽ có cái kiến thức chúng ta học kiến thức chắc sớm và lên trường các bạn. Khi mà chúng ta học lại một lần nữa nó giúp kiến thức chúng ta chắc hơn, cũng như là tự nhiên ta học trước rồi lên trường ta học nó khỏe lắm mấy đứa ơi. Và giống như là ta làm bá chủ trên lớp, lên lớp là thầy cô hỏi cái gì ta cũng trả lời được, và lúc đó là chúng ta càng có cái động lực để chúng ta học thêm, hiểu ý tưởng không? Vậy cho nên là cô cũng khuyên là các bạn nên xuất phát sớm nhé. Năm sau là năm đầu tiên các bạn thi theo chương trình mới đó, thì ta học sớm để chúng ta có cái kiến thức sớm cũng như là ôn thi tốt hơn ha. À, về cái khoản học phí thì cô có nói trong cái buổi hôm trước rồi đúng không? Bây giờ cô chỉ có nhắc sơ lại, đó là mấy đứa đăng ký sớm nhá. Nhớ đây sẽ là đợt ưu đãi học phí mà thấp nhất cuối cùng. Mấy đứa tranh thủ đăng ký sớm trong đợt này ha. Đợt trước là cô đang thông báo là từ ngày 15 tháng 4 đúng không? Đến hết lễ mấy đứa. Đến hết lễ là ngày 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 nè. Đó thì các bạn nhớ nhá, cái dịp lễ là vừa phải ăn lễ, vừa phải nhớ đến đây là hạn chót để đăng ký khóa xuất phát sớm cùng cô Liên nha. Học phí đang giảm chỉ còn 1 triệu 400 trên
nguyên năm lớp 12 đó, năm lớp 12 đó ta học đến lúc mà ta thi trung học phổ thông quốc gia luôn. Chúng ta đóng học phí một lần, học nguyên năm, không cần phải đóng thêm bất kỳ lần nào nữa. Ok, học phí này là siêu rẻ, cho nên là cho nên nhớ tranh thủ đăng ký đợt này nhé. Bây giờ chúng ta có thể là gì, đi ra biển cá, đi ra đại hải trình để mà có thể là săn kho báu rồi về đây lấy tiền đóng học phí, học lớp xuất phát sớm cùng cô Ly, được chưa nào? Đó, đứa nào mà săn kho báu về có tiền thì nhớ share cho các bạn để các bạn đăng ký khóa học nhé. Ok không? Rồi. Còn bây giờ thì chúng ta cùng cô đi qua câu phần tiếp theo. Rồi, ở hạn chót là đến ngày 1 tháng 5 nha các bạn. Qua tháng 5 thì học phí nó sẽ tăng lên đấy. Đúng không? Bạn Tấn Phú không có đăng ký học cô ơi, buồn quá. Không có điều kiện để đăng ký học. Thì các bạn có những bạn nào mà có hoàn hoàn cảnh khó khăn, ví dụ các bạn thuộc dạng hộ nghèo vân vân á mấy đứa, thì mấy đứa có, nếu như mấy đứa muốn học cùng cô thì cô có hỗ trợ thêm. Đó, cho nên là các bạn có inbox lên cho cô nhé. Cách đăng ký là mấy đứa inbox lên fanpage của cô để các chị trợ lý tư vấn ha. Cô ơi, em hỏi đề đại học có khó như này không cô? Thì đề đại học nó sẽ khó hơn đề của cô chứ, đúng không? Đề này chúng ta chỉ có ôn thi giữa học cuối học kỳ thôi, đúng không? Em ngu tính toán liệu có học được không cô? Được. Các bạn có là khi cô dạy, các bạn thấy cô dạy rất là kỹ đúng không? Thì mấy đứa chịu học thì mấy đứa sẽ học được và tiến bộ từ từ nhé. À, đang đi trên thuyền cái chìm chìm thì thuyền mất rồi. Rồi. Học hóa chế thuốc rồi à, gì đây? Hồi sinh bà Lan rồi à, bà Lan sẽ nói chỗ mình cất tiền. Ôi, trời ơi. Ok, anh nó có cái ý tưởng rất là hay đấy. Rồi chúng ta cùng cô đi qua phần tiếp theo nhé, phần số 2. Và đây cũng sẽ là cái phần mà cô nghĩ là mấy đứa sai nhiều hơn, nhiều nhất đấy. Tại vì lúc nãy cô thấy các bạn cứ bảo là cái phần đúng sai là em chọn hơi không có chắc anh. Thế chúng ta cùng cô đi qua phần này nào. Phần này chúng ta có 4 câu ha. Rồi cảm ơn mấy đứa đã ngồi lắng nghe cô Bia trong vòng 1 phút nhé. Giờ chúng ta quay lại phần số 2 với câu trắc nghiệm đúng sai. Chúng ta sẽ có 4 câu và các bạn có 4 ý ABCD. Mỗi cái ý đúng sai các bạn đánh cho cô chữ đúng thì đánh chữ D, còn sai thì đánh chữ S, đúng không? Rồi, cùng cô qua câu đầu tiên, câu số 1 các bạn. Người ta hỏi là trong cái quá trình chế biến dầu mỏ, người ta thực hiện các cái phản ứng cracking và phản ứng reforming. Câu A là phản ứng chuyển hóa từ hexan thành benzen thuộc loại phản ứng reforming, đúng nào? Ý đó A đầu tiên đúng không mấy đứa? Đầu tiên, ý đầu tiên, cô đang thấy các bạn chọn là đúng, ok, đúng rồi. Chúng ta có là phản ứng reforming là phản ứng biến đổi mặt carbon từ cái mặt hexan là mặt 6C thẳng hàng, chúng ta sẽ biến thành vòng benzen, tức là nó biến từ mặt thẳng sang mặt vòng, được chưa nào? Câu B nào. Người ta họ cho là phản ứng cracking làm tăng chỉ số octan của xăng, từ đó làm tăng cái chất lượng của xăng lên. Câu B đúng không mấy đứa? Câu B là phản ứng cracking làm tăng chỉ số octan, có đúng không nhỉ? Chúng ta có là chỉ số octan tăng khi nào? Khi chúng ta biến cái mặt hydrocarbon của chúng ta từ mặt thẳng sang mặt nhánh. Thì chúng ta chỉ có thể dùng phản ứng reforming thôi đó. Reforming nhé. Phản ứng reforming là phản ứng làm thay đổi mặt carbon, biến mặt carbon chúng ta thành mặt nhánh. Và khi nó chuyển thành mặt nhánh thì nó sẽ tăng cái chỉ số octan của xăng lên. Còn phản ứng cracking thì chúng ta sẽ không có làm tăng chỉ số octan được, các bạn chú ý ha. Và cho nên câu này phải là câu sai mới được. Được không? Rồi, câu B sai các bạn nha. Phải là phản ứng reforming thì mới là phản ứng làm tăng chỉ số octan các bạn. Chúng ta qua câu C nào. Trong phản ứng cracking, số mol sản phẩm luôn lớn hơn số mol chất ban đầu, đúng không mấy đứa? Rồi, câu B có lẽ là có nhiều bạn sai nhờ. Toàn rồi. Câu C, trong cái phản ứng cracking thì các bạn có lấy ví dụ nào. Cô lấy một cái ví dụ rất là đơn giản, chúng ta đem cracking C4H10 đi. Thì cô thu được là CH4 cộng C3H6 chẳng hạn, đúng không? Nên giả sử cô có chất này ban đầu là 1 mol thì cô thu được sản phẩm là tổng là 2 mol. Thì mấy đứa có thấy là số mol của sản phẩm luôn lớn hơn số mol của chất ban đầu, đúng không các bạn? Rất là đúng, và cho nên ý này đúng nhé. Rồi chúng ta qua câu D nào. Trong phản ứng reforming, tổng số mol chất sản phẩm luôn bằng tổng số mol chất ban đầu. Đúng hay sai các bạn? Câu D cuối cùng, trong phản ứng reforming, tổng số mol chất sản phẩm luôn bằng tổng mol chất ban đầu. Cô lấy ví dụ luôn nào, ví dụ cô đem reforming hexan C6H14 đúng không? Cô reforming đó để cô tạo thành vòng benzen C6H6. Thì các bạn thấy ngay là cô phải tách ra H2 đây đúng không? 14 trừ 6 là ở đây còn 4 nữa. Đúng không? Đó, thì bạn thấy là gì?
Ví dụ ban đầu hệ sinh của cô là một mol thì cô có thằng này là một, thằng này là 4 mol. Người ta cho là trong phản ứng reforming tổng số mol chất sản phẩm luôn bằng tổng số mol chất ban đầu. Rồi tổng số mol sản phẩm là 5 mol, còn chất ban đầu có một mol thôi. Cho nên câu này phải là câu sai luôn, đúng không? Đó, thế chúng ta có câu D sẽ là cũng là câu sai nhé. Ok không? Rồi, câu này sai các bạn ơi. Chứ làm sao mà đúng được, đúng không? Rồi. Nó không phải là luôn bằng đâu các bạn ơi, nó sẽ có một số trường hợp không bằng nhé. Sẽ có một số trường hợp bằng và một số trường hợp không bằng. Ví dụ trường hợp mà cô nói ra đó là trường hợp không bằng nè. Người ta nói cái chữ luôn này là nó sai nhé. Chúng ta có một số trường hợp bằng, ví dụ đơn giản chúng ta có mạch, cô lấy đơn giản như này ha, chúng ta có mạch 2 4 5 6 C đi. Chúng ta reforming đó để biến thành mạch nhánh chẳng hạn. Đây, chúng ta biến thành mạch nhánh. Chẳng hạn như này thì cái trường hợp này nó sẽ không thay đổi, nhầm, sorry, trường hợp này thì cái số mol siêu phản ứng và số mol ban đầu nó bằng nhau. Nó chỉ có thay đổi sản phẩm thôi. Thay đổi cái mạch carbon thôi chứ. Còn cái này thì nó có tách ra hydrogen nữa thì nó không bằng. Cho nên người ta nói luôn bằng là sai, được chưa? Rồi, câu này các bạn chú ý ha. Rồi, câu này cô thấy nhiều bạn ra đảo quá, đúng không? Sai rất là nhiều, các bạn chú ý. Chúng ta qua cùng cô câu số 2, một câu về lý thuyết thí nghiệm nào. Bạn Tường Vi, câu 1 em sai toàn bộ, trời ạ, à. Ôi trời ơi, đó. Hơi toan, các bạn chú ý cho cô câu hỏi đó nhé. Một câu hỏi rất là dễ sai. Ta qua câu 2. Tiến hành thí nghiệm thử tính chất của cholesterol và ethanol với Cooper 2 hydroxide, tức là với CuOH 2 lần. Theo các bước sau đây các bạn. Bước 1, cho vào hai ống nghiệm, mỗi ống nghiệm khoảng 3 đến 4 giọt dung dịch CuSO4 2% và 2 đến 3 giọt dung dịch NaOH 10% lát nhẹ. Thì chúng ta hiểu là chúng ta cho chất này phản ứng với chất này các bạn. Thì nó sẽ có cái xảy ra phản ứng như sau nè. Chúng ta cho hai chất này vào nhau để mục đích là chúng ta điều chế ra được CuOH 2 lần, được chưa? Rồi tiếp tục. Chúng ta có bước 2 là cô nhỏ 2 đến 3 giọt glycerol vào ống nghiệm thứ nhất và 2 đến 3 giọt ethanol vào ống nghiệm thứ hai. Các bạn có hình dung được cái thí nghiệm không? Mấy đơn có cần cô viết nháp ra cái gì không nè? Đây cô viết nháp ra ha. Mấy đứa đợi cô một xíu, cô vẽ nháp ra cho. Chúng ta có viết nháp thì cô có được cái gì nào? Ống 1, ống 2. Vẽ không đẹp lắm nha mấy đứa. Ống 1 của có là trong ống nghiệm của chúng ta đang có CuOH 2 lần. Ống 2 cũng có CuOH 2 lần, đúng không? Rồi chúng ta cho cái ống 1 là chúng ta cho glycerol C3H5OH 3 lần vào. Còn ống 2 thì chúng ta cho ethanol vô. Đó. Và chúng ta chọn cho cô cái phát biểu đúng sai nào. Câu A các bạn. Sau bước 1, trong cả hai ống nghiệm đều có kết tủa màu xanh lam của copper 2 hydroxide. Câu này các bạn thấy rất là đúng, đúng không? Là ban đầu là chúng ta có là cả hai ống nghiệm đều thu được kết tủa CuOH 2 lần nhé. Rồi câu B, sau bước 2 trong cả hai ống nghiệm kết tủa tan tạo thành dung dịch màu xanh lam thẫm. Còn cái bước số 2 là cái bước mà chúng ta cho hai cái alcohol này vào. Thì các bạn biết là chỉ có glycerol phản ứng tạo ra dung dịch màu xanh lam thẫm thôi. Còn thằng này là không có phản ứng. Và cho nên người ta nói là trong cả hai ống nghiệm đều có cái hiện tượng tạo dung dịch xanh lam thẫm là câu này sai, đúng chưa? Rồi. Câu này sai các bạn ha. Câu tiếp theo, câu C, thí nghiệm trên được dùng để phân biệt ethanol và glycerol, câu này đúng. Rồi, câu cuối cùng ý D. Ở bước 1 nếu thay dung dịch NaOH bằng dung dịch BaOH 2 lần thì hiện tượng thu được không thay đổi. Ở bước 1 nếu thay dung dịch NaOH bằng dung dịch BaOH lần thì hiện tượng thu được không thay đổi, đúng không mấy đứa? Câu này sẽ là câu sai. Vì sao? Nếu như chúng ta thay bằng BaOH 2 lần mấy đứa thì ban đầu chúng ta cho CuSO4 vô. Nó phản ứng với BaOH 2 lần thì người ta thu được là CuOH 2 lần cộng với BaSO4. Cả hai chất này đều kết tủa các bạn. Vậy cho nên là sao? Khi chúng ta cho cái thằng gì? Cho cái thằng glycerol vô á, thì kết tủa của chúng ta nó chỉ có bị tan mất một phần thôi. Tức là nó tan cái thằng này nè, chứ thằng này không tan. Cho nên là nó không có hiện tượng giống như ở trên. Ở trên chúng ta cho vô đây thì nó hòa tan kết tủa hoàn toàn. Còn ở phía dưới này thì nó không có hòa tan được kết tủa BaSO4, cho nên kết tủa không tan hết. Và cho nên hiện tượng nó sẽ khác nha mấy đứa. Rồi, vậy chúng ta chốt là đúng sai ở cái câu số 2, được chưa nào?
Rồi, bạn Văn Nam là em được đúng trọn câu này luôn. Ok, good job. Bạn Ngọc Diệp có dung dịch nào thay được không cô? Có, chúng ta có thể thay bằng dung dịch cao H. Tức là đây. Cao. Cao H nhá. Ta thay bằng cái đó các bạn. Các bạn không dùng NaOH thì chúng ta dùng cao H được ha. Bạn Kiều Trinh em không có chú ý BAS4 toàn à. Rồi. Nguyễn Ánh thôi phần đúng sai này thuyền em chìm luôn rồi. Toàn nhờ. Thế thì lần sau cô sẽ soạn cho các bạn các câu đúng sai tiếp theo. Siêu hay. Soạn phần này kỹ kỹ để mấy đứa làm cho nó ok la ha. Biết đâu lỡ lên trường thi mà các bạn gặp trúng tủ là làm nó chắc ăn. Chúng ta qua câu số 3 nào. Minh Vương đề này siêu dễ sai à. Chúng ta qua câu số 3. Cho sơ đồ phản ứng như sau. Mà người ta hỏi là hãy cho biết những nhận xét nào sau đây là đúng hay sai. Rồi nào. Chúng ta có phân tích cái sơ đồ trước mấy đứa. Từ CH4 chúng ta nung ở 1500 độ C và làm lạnh nhanh. Đây là một phản ứng rất quen thuộc. Chúng ta thu được khí C2H2 đúng không? Rồi C2H2 đem cộng với H2 với xúc tác là Linda thì chúng ta thu được là gì mấy đứa? Chúng ta thu được C2H4 đúng không? CH4 cộng với H2O xúc tác axit thì chúng ta thu được là C2H5OH. Đây là các phản ứng rất là quen thuộc trong cái bài gì? À, trong cái bài hydrocarbon đến bài alcohol đúng không? Thành này đem qua CuO. Thành đó là alcohol bậc 1 bị oxy hóa bởi CuO, chúng ta thu được aldehyde CH3CHO đúng không? Rồi, và chúng ta bắt đầu chọn cho cô nhận phát biểu đúng sai. Câu A chất D có thể làm dung môi lotion móng tay. Chất D là thằng này có làm dung môi để lotion móng tay được không? Không được, câu này sai. Chúng ta muốn dùng làm dung môi lotion móng tay á thì phải dùng acetone là CH3CO. CH3 mới đúng nha, chứ thằng này aldehyde thì nó không có dùng được. Câu B nào. Từ một cái phản ứng hóa học có thể điều chế chất D từ cả ba chất A, B và C. Đúng không? Từ một cái phản ứng hóa học chúng ta có thể điều chế được chất D từ ba chất A, B, C. Các bạn cho là đúng rồi. Các bạn đợi cô sửa nha. Cô lấy tờ giấy nháp rồi mới được. Hết giấy nháp mất tiêu rồi. Rồi ok cô quay lại rồi đây. Cô đang dậy mà hết giấy nháp. Phải đi lấy giấy nháp. Ok. Mấy đứa đợi cô uống miếng nước luôn nha. Nãy giờ dậy mà chưa uống miếng nước nào nên là khang cổ rồi. Rồi chúng ta sửa nào. Chúng ta có là từ chất D là CH3. Nhầm, sorry, có thể điều chế chất D từ cả ba chất A, B, C thì chúng ta có nào, chất A là CH4. Ủa khoan, từ từ cô nhầm, chất A là C2H2 chứ. Chúng ta đem cộng với H2O, xúc tác là HgSO4, H cộng, đúng không? Nhiệt độ thích hợp ta thu được CH3CHO, đây là phản ứng rất là quen thuộc rồi. Vậy cho nên cái từ A có thể điều chế ra D được là đúng. Tiếp theo từ B nào. B là C2H4, nếu như chúng ta oxy hóa nó bởi oxygen, chúng ta sẽ thu được CH3CHO, câu này đúng luôn ha. Tiếp theo là từ chất C thì bạn thấy nào, chất C thì oxy hóa bởi CO, chúng ta thu được. Vậy cho nên các bạn thấy ý này đúng ha. Có nghĩa là từ A, B và C chúng ta điều chế bằng một phương trình là có thể điều chế được CH3CHO rồi. Ok, chuẩn nhá. Chúng ta qua câu C, thực hiện phản ứng cộng HCN vào chất D chúng ta thu được sản phẩm như thế này. Thì chất D của chúng ta có công thức cấu tạo là như này bạn, cô biết cho các bạn hình dung. Khi chúng ta cộng HCN vô thì ta sẽ có như sau bạn. Cái H này nó sẽ gắn vô cái O này các bạn để nó biến thành OH nào, còn cái CN nó gắn lên đây. Thì bạn thấy nó gắn cái CN vô đây, đúng không? Thì các bạn thu được cái sản phẩm này là một câu rất đúng nha. Rồi, và ý cuối cùng nào, ý D. Chất D có thể làm nhạt màu nước bromide, chuẩn không? Chúng ta học rồi, tính chất hóa học của aldehyde. Aldehyde sẽ làm mất màu dung dịch bromide, câu này chuẩn. Rồi và chúng ta có là sai, đúng đúng đúng, có là một ý sai và ba ý đúng trong câu này ha. Rồi câu này anh em có là bà con làng xóm láng giềng, quý vị đại biểu có làm đúng câu này không nào? Trịnh Minh thôi nghỉ chơi, câu này sai rồi rồi. Ôi trời ơi, Tuấn Dũng Tứ Hoàng chọn. Rồi ok, câu này lại sai sao mấy đứa? Rồi thôi. Toan rồi, hôm nay mà bạn nào mà đi thuyền ra đảo là coi như lúng thuyền, là chìm giữa đảo rồi, đúng không? Chà, nãy giờ ba câu đầu tiên cô thấy mấy đứa sai rất là nhiều. Có ai đúng
ba câu đầu tiên không ấy đó, ai đúng hết ba câu nãy giờ thả tim cô biết cái nào. Còn bạn nào mà lỡ sai thì thôi thả mạch buồn dây biết làm sao đúng không. Bạn An Minh, cô nhầm rồi cô ơi. Cô nhầm chỗ nào bây giờ? Cô nhầm chỗ nào? Bạn Đức Du, em đúng hết câu 3. Ok, good job. Cô nhầm cô ơi, cô nhầm cái gì mấy đứa? Rồi chúng ta cùng cô qua câu số 4 nhá. Bạn Mai Linh, con tàu 2K7 mang tên Trục Bạch. Rồi ok, mấy đứa là Trục Bạch thử nghiệm chương trình mới đấy. Rồi chúng ta qua câu số 4. Câu cuối trong phần chọn đúng sai đồng. Câu này thì lại càng khó lấy điểm nữa đúng không? Rồi chúng ta cố gắng câu cuối. Cô giảng lại ý C được không ạ? À? Ý C là phương trình này thì đó là một cái phương trình phản ứng trong cái gì? Trong cái bài anh để thiết các em ơi, nhớ học lại cho cô lý thuyết ha. Chúng ta đem cái chất D là anh để thiết này là cô biết công thức cấu tạo ra như thế này đúng không? Cô cho cộng với HCN thì cơ chế phản ứng này là cái H này nè, nó sẽ gắn vô O này để biến thành OH được chưa? Rồi, cái C này nó vẫn còn H là nó là thành là CH này em. Còn cái CN nó gắn lên đây, đây nó gắn vô đây. Đó, hiểu không? Là em gắn cái CN vô đây nè. Đó. Thì nên cuối cùng là em viết CN vô đây. Thì đó là cái cơ chế phản ứng thôi nhá, không có gì ha. Rồi, chúng ta quay qua câu 4. Câu 4 đề bài cho như sau các bạn. Chúng ta có nào, độ alcohol hay độ cồn là cái giá trị cho biết phần trăm về thể tích của ethanol có trong dung dịch một loại nước uống có cồn, thể tích bình chứa 330 ml dung dịch và trên nhãn có ghi độ cồn là 5 độ. Ethanol dùng để sản xuất đồ uống phải được sản xuất bằng con đường lên men sinh hóa. Và câu A, khối lượng của ethanol có trong 330 ml dung dịch với khối lượng riêng là 0,8 gram trên ml là 13,2 gram. Câu A đúng hay sai nè các bạn? Câu A đúng hay sai nhỉ? Cô giải câu A nào. Câu A chúng ta có, người ta bảo tính khối lượng của ethanol thì bạn nhớ cho cô công thức tính nào, M của CH5OH bằng D nhân V. D là khối lượng riêng là 0,8, chúng ta nhân V là 330 ml. Chúng ta ra được bao nhiêu các bạn? 0,8 nhân 330. Vậy chúng ta ra được là 264. Ủa mà hình như cô bị thiếu rồi. Ok sorry mấy đứa, cô nhầm chỗ này một chút. Cái V này các bạn, thì cái V này chúng ta phải V nhân cho V nguyên chất là V của CH5OH thì mới đúng nhé. Thì bây giờ nào, để cô tính cho mấy đứa nghe rõ ràng thì cô sẽ áp dụng cho bạn cái công thức độ rượu này nè, độ cồn đấy. Thì bạn nhớ nha, độ cồn nè thì nó sẽ bằng V của C2H5OH chia cho gì? Chia cho V của cái dung dịch rượu nhân cho 100 thì chúng ta ra được 5 độ. Được hiểu ý tưởng không? Người ta suy ra V của C2H5OH sẽ bằng như sau. Là bao nhiêu đó? Chúng ta lấy V dung dịch. V dung dịch có là 330 ml, này là V dung dịch ha. Ta lấy 330 ml nhân chéo lên đây. Hiểu ý tưởng không? Chúng ta có thể ghi bằng luôn là 5 nhân cho 330 nhân chéo lên ha, rồi chúng ta chia cho 100. Rồi thì chúng ta ra được bao nhiêu để ra được V nào? 330 nhân 5 chia cho 100. Ta ra được bao nhiêu? Ta ra được là 16,5 ml các bạn. Rồi sau khi có cái này thì chúng ta mới thế lên đây, chúng ta nhân cho là 0,8 nhân cho V của rượu là 16,5 thì chúng ta ra được đáp án nào? Thì ta ra được là 13,2 gram. Rồi và chúng ta chốt cho cô đáp án câu A đúng nhé. 13,2 gram, đúng rồi. Ok là không? Rồi. Đó là cái công thức mà cô đưa ra, đó là các bạn tính từ từ theo từng bước là áp dụng công thức tính độ cồn rồi sau đó áp dụng công thức tính khối lượng. Còn nếu như mấy đứa không có muốn tính dài dòng như thế này thì chúng ta có thể áp dụng công thức tính nhanh. Công thức tính nhanh là gì nào? M của alcohol bằng gì? Chúng ta nha, bằng gì nào? CVD chia 100. Đây là công thức tính nhanh. Nếu như các bạn tính nhanh thì bạn chỉ cần bấm một phát là chúng ta ra đáp án nào. Trong đó C của cô là độ rượu các bạn. Độ rượu là 5 nè. Nhân cho V là thể tích là 330 ml. Ta nhân cho D là 0,8 và chia cho 100. Các bạn ra được 13,2. Thì đó là công thức tính nhanh các bạn ha. Và thì các bạn thấy là những câu này chúng ta áp dụng công thức tính nhanh, nó hỗ trợ mấy đứa làm nhanh hơn. Chúng ta nhớ cho cô công thức tính nhanh M của alcohol như thế này nhé. Được không nào? Rồi chúng ta qua câu B.
Người ta cho là nồng độ phần trăm của ethanol trong dung dịch trên là 4,04%, với khối lượng riêng của nước là 1 gram trên ml. Rồi các bạn chú ý, muốn tính được C phần trăm của ethanol, nồng độ phần trăm chính là C phần trăm đó các bạn. Chúng ta sẽ lấy M của ethanol, chúng ta chia cho gì? Chia cho M dung dịch nhân cho phần trăm, được không? Rồi chúng ta thế số bằng M của ethanol chúng ta vừa mới tính ra được là 13,2 đúng không? Chia cho M dung dịch ở đây là gì? Các bạn có đang là dung dịch rượu. Rượu nó bao gồm gì? Nó bao gồm C2H5OH và có nước. Tức là cái dung dịch của chúng ta nó có nước và có C2H5OH, được chưa? Vậy cái M dung dịch chúng ta sẽ lấy M rượu cộng với M nước các bạn. Rồi chúng ta tính nào, bằng 13,2 chia cho M của rượu chúng ta vừa tính ra là 13,2 cộng cho M nước. M nước là bao nhiêu? Thì các bạn phải hiểu như này là chúng ta vừa tính ra được V của rượu là 16,5. Trong tổng 330 ml dung dịch rượu thì nó có là 16,5. Đây là các bạn hiểu không? 330 ml dung dịch rượu nào thì nó có là rượu nguyên chất là 16,5 ml. Vậy còn lại sẽ là nước, các bạn hiểu ý tưởng không? Thì nước các bạn sẽ tính được bằng cách lấy tổng 330 trừ cho 16,5. Chúng ta ra được bao nhiêu? 313,5 các bạn ml. Thì đây chính là thể tích của nước. Thì bạn tính được khối lượng nước bằng cách lấy D nhân V, hiểu không? Đây, tính M nước bằng cách lấy V nước là 313,5 nhân cho D của nước, tức là khối lượng riêng của nước đề bài cho là 1 gram trên ml, là cô nhân 1. Ok chưa? Rồi chúng ta nhân cho 100. Rồi chúng ta thế số, bấm máy tính cho cô nào. Bằng 13,2 nhân 100 chia cho mở ngoặc 13,2 cộng 313,5 nhân 1 là cô khỏi nhân ha. Thì chúng ta ra được là 4,04. Ok. Câu B là câu đúng các bạn ơi. Rồi có ai đúng câu B không nào? Câu B là câu đúng. Các bạn ơi, có làm đúng câu này không? Câu B đúng. Rồi cô thấy có bạn Đức Phú chọn đúng nào. Ok. Bảo Trân đề này xin tớ xin Trân phụ hộ. Trời ơi mấy đứa ơi, bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh nhá. Các bạn làm với cô đề khó, lỡ có khó một xíu thì ta rút được kinh nghiệm lên trường ta làm nó tốt hơn. Biết đâu đi thi chúng ta gặp trúng tú làm sao, đúng nào? Rồi chúng ta còn IC và ID. Rồi câu tiếp theo, câu C. Người ta cho khối lượng ethanol thu được khi lên men 1 tấn sắn khô chứa 38% khối lượng là tinh bột, với hiệu suất của cả quá trình là 81% là 178,4 kg, đúng không nào? Rồi câu C các bạn ơi, đó là một kiểu câu giống giống với câu toán thực tế mấy đứa, câu toán thực tế trong cái bài anh cô hôn mà cô có dạy cho mấy đứa rồi đúng không? Mấy đứa có xem chưa? Bạn nào mà chưa xem thì nhớ vào cái nhóm mà cô ghi ở phần bình luận để học bù nhé. Cái dạng bài toán thực tế anh cô hôn, cái phản ứng mà lên men tinh bột hay là lên men glucose là cô đã dạy rồi nha. Rồi chúng ta có mấy đứa đợi còn xíu ha. Rồi chúng ta sửa câu này. Đầu tiên là 1 tấn sắn khô có chứa tinh bột, thì tinh bột của chúng ta có công thức là C6H10O5, tất cả n lần các bạn. Rồi cô viết phân ứng nhé. Từ thằng này chúng ta thủy phân ra được glucose là C6H12O6 trước, được không? C6 nhé, cái này là C6, H12O6. Thằng này lên men thì chúng ta thu được là 2C2H5OH. Đó các bạn viết cho cô cái chuỗi phản ứng như thế, đó là bước đầu tiên. Bước tiếp theo chúng ta tính toán số mol nào. 1 tấn các bạn đổi qua cho cô thành 1.000 kg, có chứa 38% tinh bột thì bạn tính được M tinh bột nào. M tinh bột các bạn sẽ lấy 38%, các bạn nhân cho 1.000 gram thì chúng ta ra được là 380 gram, đúng không? Rồi vậy chúng ta có số mol tinh bột là lấy 380. Chúng ta chia cho cô cái M lớn của tinh bột là 162 mới đó. Đây là nguyên cái cụm này là 162 ha. Ta ra được bao nhiêu mol nào? 380 chia 162 cô ra được mol lẻ mới đó. Và cô để phân số là 190 phần 81 nhé. 190 phần 81. Được chưa? Thì cô suy ra cái số mol của ethanol sẽ là 190 phần 81 nhân 2 là ra 380 phần 81. Rồi, hiệu suất của phản ứng là 81%. Các bạn chú ý nhớ cho cô, chúng ta đang tính theo cái chiều này,
là chiều thuận của phương trình đúng không? Đó là chiều thuận các bạn. Cho nên là các bạn nhớ quy luật là tính theo chiều thuận là nhân hiệu suất, còn tính theo chiều nghịch là chia hiệu suất ha. À ok, nghĩa, cảm ơn mấy đứa. Đơn vị là kg các bạn, cô ghi nhầm. Từ 1 tấn này đổi qua là 1.000 kg các bạn ha, cô nhầm á. Rồi 380 kg các bạn ha. Rồi chúng ta có, nhớ cho cô nha, cô đang tính theo chiều thuận thì nhân hiệu suất là nhân cho 81%. Rồi chúng ta nhân cho m lớn thằng này là 46, chúng ta có đáp án là bao nhiêu nào? Lấy số này nhân 2 là ra bao nhiêu? 380 phần 81 rồi nhân 81% là bao nhiêu? 81% là 0,81 rồi nhân cho 46 ta ra được 174,8. Rồi chà, câu này lừa nè các bạn. Mình bấm ra là 174,8 chứ không phải là 178,4 nha. Nói chung là cái câu này nó lừa mình. Rồi chú ý nha. Sai. Rồi, ta xong nào. Mong cô check va lại câu B. Câu B làm sao mới đúng? Cô ơi câu B sai mới đúng á cô. Cô thế sai số rồi. Ủa vậy hả? Rồi ok cô kiểm tra câu B. Rồi. Câu B cô thế số sai à? Cô kiểm tra nhé. Câu B nào, ok, câu B các bạn có C phần trăm là bằng M của rượu. Chúng ta chia cho M dung dịch nhân cho 100 đúng không? Thì đây M của rượu chúng ta vừa tính ở trên là 13,2 gram đúng chưa? Rồi, thì cô thấy là 13,2 chia cho M rượu cộng M nước. M rượu là 13,2 cộng nước thì cô vừa tính đây mấy đứa. Trong 330 ml dung dịch rượu thì có rượu là 16,5 ml thì còn lại nước. Ta lấy 330 trừ 16,5 ra 313,5 đúng không? Thì gam nước sẽ là bao nhiêu? 313,5 nhân cho khối lượng riêng đó là m nước là bằng d nhân v đấy mấy đứa. Đây nè, đây là v nhân d nè. Đúng không? Rồi chúng ta nhân cho 100. Thế lúc này cô bấm đúng chưa? Chỗ m nước cô bấm sai hả? Thế cô bấm lại nhé, lấy 330 trừ 16,5 ra được 313,5 nè. Cộng với m của alcohol là 13,2. Thì đó là m dung dịch đúng không? Cô lấy 13,2 nhân 100 chia cái này cô ra được 4,04. Đó, vẫn là 4,04 rồi mấy đứa. Cô bấm đúng mà. 16,5. Các bạn ơi, 16,5 cái này là V của rượu mà. Còn cái này các bạn tính là C phần trăm của rượu là bằng M của rượu. M của rượu chúng ta tính được M là 13,2 mà, đúng không? Thì bằng thế m rượu đây phải là 13,2 chứ làm sao mà mấy đứa thế là 16,5 được. Các bạn thế 16,5 là các bạn sai. Cái này tính C phần trăm là bằng m chất tan chia m dung dịch nhân 100. Là các bạn phải thế m vào nhé. Các bạn bị tính, các bạn sai á, các bạn tính sai đó là 13,2 chứ không phải là 16,5 ha. Rồi câu B như thế này các bạn ha. Câu B là cô tính chuẩn rồi đó. Câu B là cô tính chuẩn rồi, chúng ta có C phần trăm, các bạn thấy khối phải lấy khối lượng rượu chia cho khối lượng dung dịch. Mà dung dịch ở đây chúng ta đang có là gì? Trong cái dung dịch rượu nó có rượu và có nước đúng không? Thì m dung dịch các bạn sẽ lấy m rượu cộng m nước. Hiểu chưa? Rồi. Ok, còn ai thắc mắc gì nữa không? Bạn Hữu Hoàng, cô ơi, em thắc mắc câu D à, em tưởng là 380 phần 180. Cái gì đó Hoàng? Hoàng nó mới comment đây. Của C6H12O6. Rồi ok, em có nào Hoàng ơi, cái câu C cô đang giải đúng không? Người ta cho 1 tấn sắn khô có 38% là tinh bột. Có nghĩa là em tính ra được 380 kg này là m của tinh bột em ơi. Đúng không? M tinh bột thì tinh bột là thành C6H10O5, m lớn của nó là 162 chứ không phải là m của glucose. M glucose thằng này mới là 180 nè. Ok. Rồi, nhầm ha. Còn ai hỏi gì nữa nào? Đau đầu quá em đi ngủ nha cô. Đứa nào đi ngủ cô chém. Mấy cái bài này nó đang hay mà các bạn còn đang sai nhiều. Mà mấy đứa đi ngủ rồi bữa sau mấy đứa thi, mấy đứa gặp rồi mấy đứa làm sai rồi về đây. Cô Liên ơi, cái câu này bữa trước cô ôn cho em mà em làm sai nè. Là lúc đó là cô Liên chém mấy đứa nhá. Rồi đừng hỏi sao mà cô Liên, sao mà cô Liên cứ chém hoài. Rồi còn câu D cuối mấy đứa ơi, câu cuối cùng. Nào, câu này người ta cho là dùng toàn bộ lượng ethanol thu được ở phần C để pha chế xăng E5. Có 5% thể tích là ethanol, hỏi thể tích xăng E5 thu được là bao nhiêu? À không, người ta cho luôn chứ, thể tích xăng E5 thu được là 4,37 mét khối đúng hay sai? Rồi, đó là một cái câu hỏi thực tế tính thể tích xăng nào, ai tính được nào?
Rồi các bạn, câu này các bạn chọn đúng hay sai? Rồi chúng ta giải quyết câu D nào. Đầu tiên chúng ta có dùng toàn bộ lượng ethanol ở trên để pha xăng E5. Và xăng E5 này có 5% thể tích ethanol thì bạn hiểu là V của xăng E5. Thì các bạn lấy bằng gì? Bằng V của ethanol chia cho 5% các bạn nhá. Xăng E5 thì trong đó có 5% ethanol thì chúng ta sẽ tính được V của xăng E5 bằng cách lấy V của ethanol chia cho 5%, được chưa? Rồi, V của ethanol chúng ta tính ở câu C là bao nhiêu? Ở câu C chúng ta vừa giải xong. Chà, câu C chúng ta vừa giải xong. Chúng ta có V ethanol chưa? Các bạn chú ý nhé, người ta lấy cái lượng ethanol ở câu C thì câu C chúng ta vừa tính ra được là M của ethanol bằng nhiêu? 174,8 kg, đúng không? Đúng không mấy đứa? Câu C chúng ta vừa tính ra được đây nè. 174,8 kg ethanol thì chúng ta chuyển cho cô qua đơn vị V nào. Muốn có V thì chúng ta áp dụng công thức là V bằng M chia D bằng. Ở đây chúng ta có là gì? M là 174,8 chia cho D là 0,8 các bạn nhá. Ta lấy 174,8 chia 0,8. Chúng ta ra được là 218,5. Đây là đơn vị lít ha. Các bạn chú ý nha, đề bài người ta đang cho đơn vị kg thì chúng ta có V đơn vị sẽ là lít, được chưa? Đơn vị lít. Chúng ta thế lên đây chúng ta lấy là 218,5. Và V của rượu bằng 218,5 chia cho 5%. Chúng ta ra được V của xăng nào. Lấy cái số này chia 5% là 0,05. Chúng ta ra được 4.370. Đơn vị sẽ là lít các bạn. Rồi nhưng mà đáp án người ta cho đơn vị là mét khối. Chúng ta đổi cho cô từ lít sang mét khối, chúng ta chia cho 1.000, đúng không? Chia 1.000 chúng ta ra được 4,37 mét khối. Vậy câu D sẽ là câu đúng. Rồi, ok, câu D đúng nha mấy đứa. Đây cũng là một kiểu câu hỏi thực tế mấy đứa. Mình cái kiểu câu này thì cô tròn ta cũng đã gặp và giải quyết rồi. Ok, các bạn sửa vào. Ai thắc mắc gì hỏi cô nào. Thật ra là những kiến thức này cô dạy cho mấy đứa hết rồi đó. Có điều là lâu rồi các bạn gặp nhiều quá cái các bạn quên đấy. Chúng ta ôn lại cùng cô một lần nữa cho nó chắc nhá. Rồi câu này đáp án đúng. Và chúng ta chốt câu này là có bao nhiêu ý đúng nhỉ? 1, 2, 3 ý đúng và 1 ý sai. Rồi, được chưa nào? Bạn Trần Đạt sai hai câu rồi. Bạn Dũng lụi mà sai luôn. Câu này sao lại lùi mấy đứa? Câu này tính ra là các bạn thấy là nó làm sao? Nó là câu hỏi thực tế tính dựa trên công thức V V với M thôi, được chưa? Rồi chúng ta xong câu này và có lẽ là hôm nay cái phần phát biểu có là cái phần số 2 là chọn cái câu đúng sai các bạn còn hơi bị fail đúng không? Thì cố gắng nhá, những cái đề làm sao cô sẽ soạn. Cô thấy đề của cô soạn không có khó lắm đâu mấy đứa, do các bạn không có để ý đấy, kiến thức là câu này đâu có khó, đúng không? Cho nên là kiến thức của chúng ta còn đang hỏng nhiều. Chúng ta cố gắng những lần sau ôn tiếp ha. Bây giờ chúng ta cùng cô đi qua các câu tiếp theo. Mấy đứa nhớ nè, hôm trước các bạn có nhớ là cô có tổ chức Milligame tặng cho các bạn cái sách 10 đề ôn thi cuối học kỳ 2 không? Thì trong cái đề đó chúng ta cũng có là các đề theo chuẩn cấu trúc mấy đứa, có tới tận 10 đề. Đúng không? Thì các bạn nhớ là về nhà làm cho cô nha. Làm trong đó có đáp án sẵn để mấy đứa check luôn rồi đó. Thì mấy đứa làm để mấy đứa. Ủa các bạn đợi cô một xíu. Các bạn nhớ làm để chúng ta ôn kỹ thêm cái phần phát biểu đúng sai nhé. Rồi chúng ta qua cùng cô phần số 3 nào. Phần số 3 chính là phần trách nhiệm yêu cầu câu trả lời ngắn. Chúng ta có 6 câu và chúng ta cùng cô đi qua câu đầu tiên, câu số 1. Phần này có lẽ là phần gỡ điểm đúng không? Sách chưa giao, sách thì đang giao đó, mới ship hôm nay. Và các bạn sẽ tầm 5 đến 6 hôm nữa các bạn sẽ nhận được nhé. Ok. Rồi câu số 1 nào. Người ta hỏi số đồng phân cấu tạo của alken có công thức phân tử C4H8 là bao nhiêu. Câu này cho anh điểm. Đứa nào trả lời sai câu này là chém nào. Câu này đứa nào sai là chém ngay tại chỗ đâu mà nữa. Câu này đáp án bao nhiêu nào. Chưa làm xong. Chưa có sát. Rồi câu số 1. Có bao nhiêu đồng phân cấu tạo của alken công thức phân tử C4H8? Các bạn chọn 3. Ok. Đúng rồi.
Câu này chúng ta cho đáp án là 3. Trả lời 3 là xong. Người ta không có yêu cầu viết các bạn, nhưng mà cô viết ra để mấy đứa ôn ha. Chúng ta có 4C có liên kết đôi đầu mặt. Không thích thì chúng ta có 4C liên kết đôi giữa mặt. Rồi chúng ta có trường hợp là 3C bị nhánh, đúng không? Chúng ta có 3 đồng phân. Câu này chúng ta không đếm đồng phân hình học các bạn ha. Khi người ta hỏi đồng phân cấu tạo thì chúng ta không đếm đồng phân hình học. Còn người ta hỏi là có bao nhiêu đồng phân thôi, người ta hỏi chữ đồng phân thôi, thì chúng ta sẽ đếm đồng phân hình học. Và chúng ta chốt là có 4 đồng phân nếu như người ta hỏi nhé. Lúc trường hợp này chúng ta phải đếm đồng phân học nè. Chúng ta qua câu số 2. Cũng là một câu nhẹ nhàng. Cho các chất sau, có bao nhiêu chất có thể điều chế trực tiếp ra được ethyl alcohol? Tức là từ một phản ứng duy nhất ta có thể điều chế ra được ethyl alcohol các bạn. Câu 2 nào, đáp án là gì? Cô đang chờ đáp án của mấy đứa. Cô ơi, giờ còn nhận được sách không ạ? Em quên chưa gửi ảnh. Bây giờ là hết hết sách rồi mấy đứa, cho nên là giờ hết thời gian nhận sách rồi nhá. Bạn nào mà các bạn để cô xem, để cô hỏi các chị trợ lý, nhưng mà chắc là cô cũng mong muốn là hỗ trợ. Bạn nào muốn nhận file PDF của 10 đề thì mấy đứa có thể inbox lên bay của cô để các chị trợ lý gửi ha. Chắc là sẽ gửi thôi, tại vì cô cũng mong muốn là mấy đứa có đề để mấy đứa ôn thi. Ok, còn sách thì tặng về, để gửi về là các bạn sẽ có cái sách nó đẹp đẹp, nó làm kỷ niệm năm lớp 11 được cô Liên tặng sách. Còn lên lớp 12, lớp xuất phát sớm 12 thì chúng ta cũng sẽ có sách ở cái giai đoạn luyện đề ha, lúc đó thì sách xịn hơn. Ok. Rồi câu số 2 các bạn chọn đáp án cũng là 3 luôn đúng không? Rồi mong là mấy đứa không sai nha. Đầu tiên chúng ta có thằng này CH5Cl, chúng ta cho qua gì? Phản ứng với NaOH. Chúng ta thu được C2H5OH đúng rồi. Cộng với NaCl chuẩn, câu này đúng nhá. Rồi tiếp theo là CH4 được không? Chà rất là được. Chúng ta đem thằng này cho phản ứng với nước, chúng ta thu được ngay CH5OH. Đó là phản ứng ở trong bài Anken đúng không? C2H2 thì không được chứ. Thằng này thì chúng ta không thể điều chế ra được cái thằng ethyl alcohol đâu. Từ axit chúng ta cũng không thể điều chế ra ethyl alcohol. Tức là các bạn hiểu là từ alcohol chúng ta có thể điều chế ra được axit, nhưng mà ngược lại từ axit chúng ta không thể điều chế ra alcohol nha. Từ thằng này, chà thằng này thì quá quen thuộc, chúng ta mới học ở trong bài carbonin đúng không? Thằng này chúng ta cho cộng với hydrogen đó, tức là LiAlH4 đấy, chúng ta sẽ ra được là CH3 CH2OH, thì câu này đúng nhất. Còn C2H6 là một cái alkan, từ alkan thì chúng ta không thể điều chế được alcohol. Chúng ta có 3 chất, đáp án 3, được không? Rồi, câu 2 đúng nhá. Câu 2 cô thấy đa số bạn chọn đúng rồi nè. Gỡ điểm đúng không? Bạn Trần Đàn, em quên cái thằng CH3 CHO toàn. Quá toàn. Bạn Tiến Dũng, cuối giờ cô cho xem trước bảng điểm được không cô? Rồi ok, lát nữa cô mở mà có bảng điểm thì cô sẽ cho xem trước nhé. Rồi chúng ta qua cùng cô câu tiếp theo, câu số 3. Một câu bài tập nào. Bài tập là acetone được điều chế bằng cách oxy hóa cumen là nhờ oxygen. Sau đó thủy phân trong dung dịch H2S4 loãng để thu được 87 gram acetone, thì khối lượng cumen cần dùng biết hiệu suất quá trình điều chế là 80% là bao nhiêu? Rồi câu này là câu dễ đó mấy đứa. Câu này tính ra nó là câu dễ chứ không phải câu khó nha. Câu 2 Lim, câu 2 Lim. À khoan, câu 3 chứ quên. Cô nhầm. Cô nhầm tại cô thấy mấy đứa comment đáp án 225. Bị liệu. Rồi, chúng ta cùng cô đi qua câu tiếp theo. Câu này chúng ta viết phương trình nào. Từ cumen, cumen là thành nào? Các bạn viết phương trình. Cô lỡ viết cấu tạo rồi. Ok, cũng được nhé, cũng được. Nhưng mà thôi, nếu như mấy đứa để mà tính số mol được, mấy đứa viết công thức phân tử đi. C6H5 rồi gắn cái cụm là gì? CH3 CH3. Đó, cấu tạo của nó như thế. Chúng ta đem oxy hóa bởi oxygen rồi H2S4. Chúng ta sẽ thu được là phenol cộng với acetone các bạn. Phản ứng này sẽ có hệ số cân bằng là 11 nha mấy đứa, 11 được chưa? Chúng ta tính cho cô mol của acetone nào. Ta lấy 87 chia cho m lớn của nó hình như là 58. Chúng ta ra được là 1,5 mol nào. Chúng ta điền vô phương trình. Cái mà chúng ta đang cần tính là khối lượng của gì? Khối lượng cumen, và chúng ta suy ra mol của cumen sẽ là 1,5.
Hiệu suất phản ứng là 80% thì cô chia 80% đúng không? Cô đang tính theo chiều này, các bạn thấy là chiều nghịch đúng không nào? À, chiều này là chiều nghịch thì chúng ta sẽ chia hiệu suất nhé. Chiều suất chúng ta ra được bao nhiêu mol nhỉ? 1, mấy mol? 1,5 mà chia cho 0,8, 80% là 0,8 đấy các bạn. Ta ra được là 1,875. Thì chúng ta suy ra được cho cô m của cumen bao nhiêu? 1,875 nhân cho m lớn của cumen nào? Là 12 nhân 6 cộng 5. À, cộng cái góc này hình như là 43. Chúng ta ra được m lớn là 120. Ta nhân nào, lấy 120 nhân 1,875. Chúng ta ra được là 225. 225 gì? À, đáp án đơn vị là gam. Rồi, chúng ta chốt đáp án 225 chuẩn các bạn ha. Rồi ok, good job mấy đứa. Chúng ta xong câu này nhá. Chúng ta có 3 câu và có 3 câu đầu tiên là 3 câu lấy điểm đúng không? Chúng ta gỡ điểm lại cái phần lúc nãy. Ai đúng câu này giơ tay nào. Chúng ta cùng cô qua câu 4 và câu 5, câu 6, 6 3 câu còn lại. Chào câu 4. Câu 4 là một câu cô thấy khá là quen thuộc mà mấy đứa thấy là cô thấy có nhiều bạn hay hỏi cô câu này nè. Thế chúng ta cùng cô sẽ xử lý câu 4 nhé. Câu 4 là một cái bảng thống kê một cái số nguồn sản sinh ra cumen trong đời sống sinh hoạt và sản xuất. Trong sản xuất là trong xe chạy động cơ xăng và máy photocopy. Người ta cho là một cái cửa hàng có mười máy photocopy. Bình quân mỗi máy sử dụng liên tục là 12 giờ trên ngày. Trong một tháng là có 30 ngày thì khối lượng cumen tối đa phát thải từ 1.000 cửa hàng có quy mô như trên là bao nhiêu gam? Đó, cô đây kiểu được là kiểu câu hỏi thực tế nhé. Cô thấy các bạn chọn là 792. À rồi ok, chúng ta xem thử câu này có đúng như vậy không nào. Đầu tiên, kiểu câu hỏi này không phải là câu hỏi khó nhưng mà chúng ta cần phải bình tĩnh để xử lý. Các bạn trước tiên thì cô xử lý trong một cái cửa tiệm. Đây, các bạn xét cho cô mười máy nè. Mười máy photo copy trong một tháng. Cô xét mười máy trước nhá, trong một tháng thì nó sẽ gì? Thải ra cái lượng tạo ra lượng cumen. Người ta hỏi là lượng tối đa mới được, cái là lượng cumen maximum nhá. Là các bạn nhìn cho cô nào. Đời rồi người ta cho máy photocopy thì bạn chỉ cần nhìn cho cô chỗ này nhá, còn hai trên chúng ta không quan tâm. Máy photocopy này tạo ra được tối đa các bạn, nó đi từ là 140 đến 220 microgram trên giờ. Đó, thì chúng ta có cái tối đa chúng ta sẽ lấy con số lớn này, con số này là số bí là max là min các bạn, đây là min đây là max nhé. Chúng ta sẽ lấy là 220. Cái này là lượng trên 1 giờ mà chúng ta dùng 12 giờ trên ngày. Thì chúng ta sẽ nhân cho 12 giờ trên 1 ngày. Mà các bạn xét là trong một tháng là có bao nhiêu ngày? Chúng ta có 30 ngày cho nên các bạn phải nhân 30 ngày lên đúng không? Rồi, được chưa nào? Thì đây sẽ là gì? Đây sẽ là cái lượng mà chúng ta có trong một cái máy mới đó. Đây là trong một máy ha. Chúng ta đang có 10 máy thì chúng ta phải nhân 10 lần lên nữa. Đó, thì đây sẽ là tổng cái lượng cumen sinh ra trong 10 máy photocopy chúng ta dùng liên tục trong vòng 1 tháng. Rồi, ok, nhân cho cô một cái nào. Ta lấy 220 nhân 12 nhân 30 nhân 10. Chúng ta ra được nhiêu đây các bạn? 792000. Lượng này là lượng gì bạn? Microgram nhé. Rồi, đó là lượng trong một tháng của một cái cửa hàng, của một cái cửa hàng thôi. Còn bây giờ người ta đang bảo chúng ta tính cho 1.000 cái cửa hàng nữa. Vậy thì các bạn hiểu đó là một cửa hàng, cái là số 7 nhau đó, số 7. Đây là lượng cumen sinh ra trong một cửa hàng, còn 1.000 cửa hàng thì chúng ta phải nhân lên đúng không? Xong suy ra trong 1.000 cửa hàng thì chúng ta phải lấy số này nhân cho 1.000 mới đó. Thì chúng ta ra được là đây. Trời ơi, cái này là đơn vị microgram các bạn. Số nó rất là bự. Mà người ta đang hỏi là bao nhiêu gam. Chúng ta phải đổi qua đơn vị gam. Từ microgram mà đổi qua gam chúng ta chia cho 10 mũ 6 đúng không? Chia cho 10 mũ 6. Chia cho 10 mũ 6. Thì chúng ta ra được 792 các bạn. 1.000 cửa hàng thì nó sẽ ra được 792 gam các bạn. Đáp án chỗ này là 792. Ok. Rồi, câu này đúng. Đó, câu này các bạn thấy không?
nó cho cái đề có cái bán đồ nhìn nó ghê như thế thôi. Nhưng mà khi mà chúng ta làm xong, chúng ta vào chúng ta giải quyết, thì thật ra câu này nó giống như cái bài toán thực tế các bạn học năm lớp 9 đó, bài toán á, môn toán á, chúng ta đọc cái số liệu rồi chúng ta làm thôi, chúng ta nhân nhân chia chia thôi, đúng không? Rồi câu này như vậy, có ai thắc mắc gì không nào? Hỏi nhanh cô trả lời. Và chúng ta đi qua câu tiếp theo. Câu này trong đề 15 phút lớp em à, rồi ok. Câu này không quá khó nha. Chúng ta cùng cô có hai câu cuối. Hai câu cuối chúng ta có một câu là uống rượu. Câu này hơi hay nè, câu này khá là hay. Chúng ta sẽ giải câu này trước nha mấy đứa. Câu này dễ hơn. Câu này dễ hơn, ta giải câu 6 trước rồi câu 5 cô sẽ sửa sau. Câu 6 sẽ là một cái câu mà không, nó liên quan đến cái bài điều chế este từ carboxylic acid với lại alcohol. Hôm trước có bạn hỏi cô, các bạn hỏi cô trong nhóm mess là cô có cái dạng này không, thì cái dạng này cô có soạn trong phần bài tập của carboxylic acid, mấy đứa vào đó mấy đứa làm thêm nhé. Cô cũng có trích một câu ở trong đây để cho các bạn làm nào. Câu này mấy đứa biết ở đâu không? Câu này là một câu xuất hiện trong đề minh họa của bộ dục năm nay của các anh chị 2K6, và cô biến tấu thành đề của mấy đứa là dựa trên danh pháp mới, có là dựa trên chương trình mới, cân đối danh pháp thôi mấy đứa. Bạn Trần Đạt giọng cô hay quá, làm dám em buồn ngủ rồi. Là dám cơn buồn ngủ rồi hay là làm em buồn ngủ thêm? Ok, cảm ơn mấy đứa. Trời không biết giọng cô hay thiệt không mà mấy đứa cứ bảo là hay rồi không biết là có hay không. Nhưng mà mong là mấy đứa không buồn ngủ nhá. Chúng ta có nào, methyl salicylate dùng làm thuốc xoa bóp giảm đơm, được điều chế theo cái phản ứng như sau. Chúng ta đem thằng này cộng này, chúng ta thu được này và nước. Để sản xuất được 3,8 triệu tiếp thuốc xoa bóp giảm đơm, cần tối thiểu m tấn salicylic. Biết mỗi tiếp thuốc có 2,7 gam methyl salicylate và hiệu suất phản ứng tính theo axit salicylic là 75%, tính giá trị của m. Rồi câu này rất là quen. À Minh Tân, trời ơi, Minh Tân 2K6 sao nó canh giờ nó vô đúng lúc thế nhở? Giải câu này của 2K6 là 2K6 vô rồi. Bạn Kiều Linh còn chứ em, đề thi cuối học kỳ 2 cô có nói là ngoài đề này thì chủ nhật này chúng ta có một đề tiếp theo ha. Rồi. Và nếu như mấy đứa muốn có thêm nhiều đề ôn luyện nữa thì mấy đứa inbox lên mail của cô á, xin các chị cái file PDF của cuốn 10 đề. Thì các chị trợ lý sẽ gửi cho mấy đứa cái file đó để chúng ta có thêm nhiều đề chúng ta luyện nhé. Được không? Rồi, chúng ta giải câu này. Đầu tiên thì các bạn có, trước tiên mấy đứa phải xác định được cho cô thằng này là methyl salicylate nè. Còn thằng này là salicylic acid mấy đứa. Salicylic acid. Đó, các bạn phải biết tên của nó trước nhé. Bây giờ chúng ta đem làm gì? Chúng ta người ta hỏi là tính giá trị của m, có là m gam gì đây mấy đứa? Người ta đang bảo tính m tấn salicylic acid, cái là người ta bảo tính thằng này mấy đứa. Trong đó chúng ta có 2,7 gam methyl salicylate là thằng này. Rồi chúng ta nhìn cho cô nha. Đầu tiên cô tính được cái gì? Các bạn tính được mol của cái thằng methyl salicylate đúng không? Bằng mol thằng này thì bạn có đâu? Chúng ta có 3,8 triệu tiếp thuốc đúng không? Và mỗi tiếp thì nó có chứa 2,7 gram thằng này. Vậy thì khối lượng của cái thằng methyl salicylate các bạn sẽ lấy 2,7 gram. Đó là khối lượng có trong một tiếp mà chúng ta có tới tận 3,8 triệu tiếp, thì chúng ta phải nhân cho 3,8 triệu. Các bạn có thể đổi đơn vị ra nè, triệu là đơn vị 10 mũ mũ 6 nhé. Rồi chúng ta chia cho nhiêu nào? Chia cho m lớn của cái thằng này, mấy đứa bấm cho cô. M lớn của nó là bằng nhóm OH là 17 nè, cộng này là 12 nhân 6 cộng 4 cộng nhóm CO là 44 cộng với góc CH3 là 15. Tức là m lớn của nó là 152 các bạn. Ta chia ra số mol cho cô nào. Ta lấy 2,7 nhân cho 3,8 nhân 10 mũ 6. Ta chia cho 152, chúng ta ra được 67500 mol. Đó là đơn vị mol các bạn. Sau khi có mol của thằng này, chúng ta suy ra mol thằng này. Ta suy ra m của thằng salicylic acid bằng. Các bạn có nào? Mol của thằng này, suy ra mol này có nghĩa là bằng nhau đúng không? Tại vì hệ số cân bằng là 11. Chúng ta ra được là cũng là mol là 67500.
Các bạn có hiệu suất phản ứng là 75%. Cô đang tính theo chiều gì nhỉ? Từ mol thằng này cô suy ra thằng này, có phải cô đang tính theo chiều nghịch đúng không nữa? Chiều nghịch có là cô phải chia hiệu suất 75%. Rồi cái này là số mol của nó ha. Rồi cô nhân cho gì? Cô nhân cho m lớn của salicylic acid. M lớn cái chất này các bạn bấm là bằng OH là 17, cộng 12 nhân 6 cộng 4 cộng nhóm COOH là 45. Chúng ta ra được là 138. Rồi tiếp tục, đó là khối lượng đơn vị gam nha mấy đứa, đơn vị gam. Người ta hỏi đơn vị tấn thì chúng ta phải chia cho nhiêu? Chia cho 1 triệu đúng không? Rồi chúng ta bấm số 138, lấy cái này là 67500, chia cho 75% là chia cho 0,75 nè, nhân cho 138, chia cho 1 triệu 246, 2456, ta ra được là 12,42 tấn các bạn. Rồi chúng ta xong câu này. Rồi câu này là gì? Thật ra các bạn thấy là cô sửa hoàn toàn có khó lắm không? Không khó mới được, chúng ta tính có hai hàng thôi. Thậm chí người ta tính một dòng cũng được, nhưng mà cô tính hai dòng ra để mấy đứa hiểu rõ. Và chú ý là bài này chúng ta cần phải đổi đơn vị cho nó chính xác cho cô thôi ha. Được không? Rồi. Cô em lỡ điền 12 thì có được tính điểm hay không? Thì không được mấy đứa, chúng ta phải điền đúng là 12,42 tấn nhé. Được chưa? Bạn Trịnh Minh viết 12,4 có được tính không cô? Trời ơi. Cái này mấy đứa ơi, thật ra cái con số này nó có sau cái dấu phẩy, nó chỉ có hai số thập phân thôi. Cho nên chúng ta mà làm tròn lên 12,4 thì nó không có chính xác nhé. Ta để im hai số, từ trừ khi sau cái dấu phẩy của chúng ta nó có quá là nhiều con số thì chúng ta mới bỏ bớt thôi. Cái này có hai con số mà. Đúng không? Máy không cho nhập 12,42 hả? Ủa vậy hả? Thật không? Nếu vậy thì mấy đứa nhập một số thì được nhé. Rồi ok. Em không có làm ra tấn mà em làm ra đơn vị kg, thì cái này em phải chú ý câu hỏi người ta hỏi là m tấn nè. Đó, người ta hỏi đơn vị tấn thì chúng ta phải đổi ra đơn vị tấn cho cô thì mới chính xác nhé. Người ta hỏi m tấn axit salicylic mà. Đó, chú ý đổi đơn vị. Rồi cô túm cái máy lại câu này, các bạn chú ý, vẫn là bài toán đơn giản, tính số mol, điền mol vào phương trình. Sau đó, chúng ta nhớ là tính theo chiều thuận là nhân hiệu suất, tính theo chiều nghịch chia hiệu suất. Đó, nhớ cái luật quy luật như thế. Rồi câu này chú ý là đổi đơn vị chính xác nữa thì chúng ta làm được câu này. Hoàn toàn không có khó ha. Có ai thắc mắc gì không? Bạn Quỳnh Như đề báo làm tròn sau dấu phẩy một chữ số nên đáp án là 12,4. Đề có đề như thế hả? À, nếu như thế thì chúng ta đề 12,4 được nhé. Rồi, ok. Làm đúng mà đổi sai toàn ha. Rồi, ok, cô không biết là trên cái Google Form nó có yêu cầu bắt buộc là mấy đứa chỉ nhập được một con số hay không. Nếu như mà trên Google Form mà nó cho mấy đứa là nhập chỉ có một con số sau dấu phẩy thì 12,4 sẽ là đáp án đúng các bạn ha. Rồi, yên tâm nhé. Chúng ta qua cùng cô câu cuối, câu 5 nào. Câu 5 sẽ là câu cuối và câu này rất là hay. Rồi, đọc đề. Hôm trước có bạn nào hỏi cô là cô có câu hỏi thực tế bài tập về cái việc mà uống rượu say gì đó không, thì hôm nay gặp rồi nhé. Người ta cho là một người có cân nặng là 61,25 kg uống 100 g rượu thì hàm lượng rượu trong máu là 2,103%. Sau khi uống rượu, người đó lái xe và gây tai nạn giao thông rồi bỏ chạy. Ôi trời ơi, này là cái hành động mà không nên học theo nha mấy đứa. Được chưa? Lỡ mà gây tai nạn là phải báo cảnh sát, được chưa nào? Cảnh sát bắt được anh ta sau đó 1 giờ 45 phút. Mẫu thử của anh ta lúc đó có cái hàm lượng rượu trong máu là 0,88%. Lúc tài xế đó gây tai nạn thì hàm lượng rượu trong máu là bao nhiêu phần trăm? Biết có khoảng 1,51 g rượu được bài tiết ra khỏi cơ thể trong vòng 1 giờ cho mỗi 10 kg khối lượng cơ thể. Rồi. Em làm sai câu này trên lớp. Ủa mấy đứa gặp câu này trên lớp luôn à? Ok. Bạn Nam Khánh, em xin lỗi cô, em đang làm dở mà ngủ quên, giờ mới dậy học tiếp. U là trời. U là trời, hôm nay ngày nghỉ lễ mà làm gì không ngủ trưa để tối mới có làm bài lúc 8 giờ mà đi ngủ quên mấy đứa. Quá là buồn.
Rồi thôi, chúng ta qua quay qua nhé. Bạn nào mà lỡ nãy giờ chúng ta không xem thì nhớ là tua lại xem lại cho cô từ đầu, được chưa? Đề hôm nay rất là hay đấy. Bạn Banh Nhi em kiểm tra tự luận hóa hả? Ừ, thế thì các bạn tự luận thì bạn cũng làm tương tự như cô dạy nhé. Cô dạy thì các bạn trình bày tự luận được luôn mà, đúng không? Rồi chúng ta giải quyết câu này. Đầu tiên câu này là một câu mà hơi khó đó mấy đứa. Người ta đang bảo chúng ta tính cái gì? Lúc tài xế đó gây tai nạn thì hàm lượng rượu trong máu là bao nhiêu phần trăm? Thì các bạn hình dung nhé. Cái này muốn tính được cái lượng rượu trong máu thì bạn phải tính được giống như là mấy đứa đây nè, phần trăm rượu trong máu sẽ bằng m của rượu, các bạn chia cho m của máu nhân cho phần trăm. Tức là nó giống như cái việc chúng ta tính c phần trăm đấy các bạn. Hiểu ý tưởng cô nói không? Chúng ta phải nói được cái hàm lượng rượu ban đầu mà cái người này cung cấp vào cơ thể và chia cho cái lượng khối lượng máu mà cơ thể này có thì chúng ta sẽ ra được cái hàm lượng phần trăm. Hiểu ý tưởng không? Rồi vậy chúng ta sẽ xử lý câu này như nào? Đầu tiên các bạn có tính được cái mờ máu của người này không? Là các bạn thấy mờ máu nè, người này có khối lượng là 61,25 kg, uống 100 g rượu thì hàm lượng rượu trong máu là 2,103. Các bạn thấy dữ kiện này có phải dùng để tính cái mờ máu không? Rồi, ok, chúng ta có nhé. Khi chúng ta cung cấp vào cơ thể là 100 g rượu thì hàm lượng rượu trong máu có là cái đây. Các bạn sẽ lấy mờ rượu chia mờ máu thì nó sẽ ra được là 2,103%. Vậy từ đó các bạn suy ra được m của máu đúng không? M máu sẽ bằng m rượu là 100 đấy đó, đúng không? Chúng ta cung cấp vô đây 100 g rượu, ta chia cho 2,103% thì chúng ta ra được bao nhiêu máu nào? 2,103%. Ta ra được là 4,755. Cô làm tròn nhé. Thì đó là khối lượng gì nhỉ? Gam. Rồi, có là cái cơ thể người này có 4.755 g máu. Sau khi uống rượu, người đó lái xe và gây tai nạn giao thông rồi bỏ chạy. Cảnh sát bắt được anh ta sau 1 giờ 45 phút. Và người ta cho biết nào, biết là có khoảng 1,51 g rượu được bài tiết ra khỏi cơ thể trong vòng 1 giờ. Vậy thì các bạn đổi cho cô qua nào. Thứ nhất là người ta bắt ở sau 1 giờ 45 phút thì chúng ta phải tính được cái lượng rượu mà cái người này đã bài tiết ra khỏi đúng không? Thì bạn đổi cho cô 1 giờ 45 phút thì bằng bao nhiêu giờ mới được? Các bạn thấy chỗ này người ta cho đơn vị giờ, chúng ta đổi qua đơn vị giờ nào. Chúng ta sẽ đổi là gì? 45 phút chia cho 60 để ra được là 0,75 giờ. Vậy thì 1 giờ 45 phút nghĩa là 1,75 giờ đúng không? Đó. Thì chúng ta suy ra cho cô lượng rượu bị bài tiết ra là bao nhiêu? Chúng ta có nào? Trong 1 giờ thì có 1,51 g rượu bị bài tiết. Vậy chúng ta có bao nhiêu bây giờ? Ta có 1,75 giờ thì chúng ta phải lấy 1,51 g rượu nhân cho 1,75 giờ. Đúng không? Nó đúng quy tắc tam suất đấy. Ta có là đây nè, mấy đứa mà không hiểu mấy đứa quy tắc tam suất đây nhá, đây nè. 1 giờ thì có bài tiết ra được 1,51 g rượu. Chúng ta có 1,75 giờ thì lượng rượu bài tiết ra là thì chúng ta sẽ lấy số này nhân lên đây, đúng không? Nhân chéo chia ngang. Ta lấy 1,75 nhân cho 1,51. Và lượng rượu này là lượng rượu bài tiết cho mỗi 10 kg khối lượng cơ thể. Nhưng mà khối lượng cơ thể người này tới tận 61,25 lần mấy đứa. Vậy thì chúng ta phải tính sao? Chúng ta phải nhân cho cái khối lượng cơ thể người này là 61,25. Ta chia cho 10 đúng không? Rồi, tính cho cô cái số này một cái là bao nhiêu nào? Bạn Kiều Trinh là 16,18 đúng không? Trinh ơi, 1,51 nhân 1,75 nhân 61,25 chia 10. Chuẩn không mấy đứa? Tính cho chính xác, ok, làm tròn là 16,185 thì mấy đứa làm tròn 19 thì mấy đứa 19 gam nhá, đó là lượng rượu đã bị bài tiết ra. Rồi tiếp tục, chúng ta còn cái gì nữa? Cảnh sát bắt được anh ta sau đó 1 giờ 45 phút và mẫu thử của anh ta lúc này. Tức là sau khi ông ta bài tiết ra mất là 16,19 gam thì lúc bấy giờ trong cơ thể của cái người này còn bao nhiêu? Người ta nói là mẫu thử của anh ta lúc này là cái hàm lượng rượu trong máu chỉ còn 0,88%. Thì lúc bấy giờ chúng ta có là sau khi bị bắt, đúng không? Sau khi bị bắt là sau khi bị bắt
thì lượng rượu còn lại, mờ rượu còn lại tính sao? Chúng ta có mờ rượu còn lại chia cho mờ của máu, đúng không? Mờ của máu thì nó ra được bao nhiêu phần trăm nữa? Và chúng ta nhân phần trăm ra được 0,88. Hiểu ý tưởng không? Có là cái sau khi bị bắt thì mẫu thứ người ta còn lại chỉ có 0,88, nghĩa là lúc bây giờ cái hàm lượng rượu chia cho hàm lượng máu thì nó ra 0,88%. Chúng ta suy ra cho cô mờ rượu còn lại bằng nào? Chúng ta sẽ lấy 0,88 chia cho phần trăm, đúng không? Rồi nhân cho mờ máu của chúng ta là con số 4,755. Chúng ta tính ra được cho cô cái lượng rượu còn lại sau khi mà bị cảnh sát bắt. Chúng ta ra được bao nhiêu nữa? 41,844 gram. Rồi, xong. Tới đây là ra rồi đó các bạn. Người ta đang bảo chúng ta tính cái gì? Lúc tài xế đó ra gây tai nạn thì hàm lượng rượu trong máu là bao nhiêu? Thì cô vừa bảo mấy đứa là mấy đứa cần phải tính được tổng lượng rượu trong máu của cái nạn nhân lúc bị bắt. Suy ra cho cô. Lượng rượu trong máu mà lúc bị bắt là bao nhiêu nữa? Suy ra mờ rượu lúc bị bắt bằng. Chúng ta có nào sau khi bị bắt là còn 41844, đúng không? Chúng ta cộng với lượng rượu đã bị bài tiết ra là 16,19. Chỗ nào? Thì ta sẽ ra được cái lượng rượu ban đầu, đúng không? Tức là khi người ta bị bắt thì người ta đã bài tiết ra mất nhiêu đây rồi. Và lượng rượu còn lại là bao nhiêu đây? Thì chúng ta phải lấy cái lượng rượu còn lại cộng với lượng rượu đã bị bài tiết ra để chúng ta có được cái lượng rượu ban đầu của tụi nó, của cái người này, đúng không? Rồi, chúng ta ra được bao nhiêu nữa? Cái số vừa rồi là 41,844 cộng với 16,19, chúng ta ra được nhiêu? 58,034 gram. Đó là lượng rượu lúc bị bắt, đó là lượng rượu ban đầu của cái ông này. Thế bây giờ chúng ta sẽ tính được cái gì? Người ta bảo tính là lúc người đó ra coi tai nạn thì hàm lượng rượu trong máu. Rồi, suy ra hàm lượng rượu trong máu lúc gây tai nạn. Bằng các bạn sẽ lấy mờ rượu chia cho mờ của máu nhân cho 100, đúng không? Thế số nào? Mờ rượu là 58,034 chia cho mờ máu là 4,755. Mờ máu là không thay đổi nha đó. Ông này ông không có bị thương hay bị gì hết cho nên là mờ máu của ông không có thay đổi nha. Là luôn luôn là 4,755 cho ông không có bị đứt tay chảy máu gì cả cho nên là không có thay đổi lượng máu. Rồi nhân cho 100 chúng ta ra được 1,22 mới đó, xấp xỉ 1,22%. Chúng ta chốt đáp án câu này là 1,22 ha. Rồi chúng ta xong câu này. Ok. Các bạn nhớ nha, cái câu này nó hơi rắc rối đó, chúng ta cần phải tính từ từ, bình tĩnh. Ta phải hiểu là chúng ta phải tính được lượng rượu khi nó bị bài tiết, rồi chúng ta tính lượng rượu khi bị bắt, để chúng ta cộng lại chúng ta ra được cái lượng rượu, lượng rượu còn lại sau khi bị bắt chứ. Chúng ta lấy lượng rượu còn lại sau khi bị bắt cộng với lượng đã bị bài tiết ra thì nó sẽ ra được cái lượng rượu mà lúc ông ta bị bắt. Còn hàm lượng rượu thì mấy đứa sẽ phải lấy mờ rượu chia cho mờ máu, được chưa? Bạn Thanh Phát, em tính rượu còn theo tam suất dự kiện 100 g được không cô? Được nhá, chỗ đó em dùng quy tắc tam suất được nha Phát. Bạn Đinh Phương Nguyên, cô ơi câu 4 đúng sai ý D không đổi 174,8 kg ra gam rồi chỉ mới chia cho m bằng ok. Rồi cô sẽ trả đáp câu của bạn Phương Nguyên nào. Bạn Phương Nguyên hỏi cô thắc mắc cái chỗ phần đúng sai tại sao cô không có đổi đơn vị. Rồi. Chỗ này đúng không? Chỗ này thì mấy đứa chú ý cho cô có nói với mấy đứa một cái mẹo đó là gì? Khi mấy đứa không có đổi đơn vị á thì mấy đứa sẽ hiểu đơn vị kg nó sẽ tương ứng với đơn vị lít. Vì sao nào? Cô giải thích nhé. Chúng ta có 174,8 kg. Nếu như mấy đứa đổi qua đơn vị gam là 174,8 nhân 1000 gam, đúng không? Đó, nhân cho ngàn vô thành gam. Rồi các bạn từ cái m này mấy đứa suy ra v thì sẽ bằng m chia d. Là lấy m này là 174,8 nhân 1000 chia cho d là 0,8 gam trên ml. Các bạn có là gì?
Lúc bấy giờ khi chúng ta đối đơn vị như này các bạn, thì bạn chú ý cho cô cái khối lượng riêng, cái đơn vị của nó là gam trên ml nhá. Cái m của chúng ta là đơn vị gam đúng không, mà chúng ta chia cho cái thằng ở dưới đơn vị là gam trên ml, thì gam với gam nó triệt tiêu thì còn lại đáp án nó sẽ ra đơn vị ml, hiểu ý tưởng không? Thì đó, thì các bạn hiểu là gì, các bạn đổi đơn vị thì cuối cùng nó ra đơn vị ml, còn cô không đổi đơn vị thì sao? Cô không đổi đơn vị nghĩa là chỗ này cô giữ nguyên là 174,8 kg, cô chia cho 0,8, cô đơn vị là gam trên ml. Thì lúc bây giờ chúng ta sẽ tự hiểu đối như sau nào. Tự hiểu đối như sau, chúng ta sẽ đổi cho cô cái đơn vị này các bạn sang đơn vị kg trên gì, đơn vị kg trên cho lít. Các bạn có nào, 0,8 gram trên ml nó tương ứng với 0,8 gram kg trên lít. Mấy đứa hiểu vì sao không? Đây nào, 0,8 gram trên ml nó tương ứng với là 0,8 kg trên lít luôn. Vì các bạn hiểu là lúc bây giờ chúng ta muốn đổi đơn vị gram sang kg, chúng ta phải chia cho ngàn. Muốn đổi đơn vị ml sang lít chúng ta cũng chia cho ngàn, tức là nó triệt tiêu 1.000, 1.000 ở trên với dưới nhau á. Cho nên thành ra cái đơn vị mà 0,8 gram trên ml nó tương ứng với đơn vị là 0,8 kg trên 1 lít luôn. Cho nên nếu như mấy đứa không đổi đơn vị, mấy đứa để im đơn vị kg, thì lúc bây giờ nó sẽ ra thành đơn vị lít. Các bạn hiểu không? Hiểu ý tưởng không? Đây nha, cô chú ý. Cái đơn vị này các bạn, cái công thức này khi chúng ta tính V bằng M chia D, nếu như chúng ta đổi qua đơn vị gam thì cuối cùng đáp án nó ra là ml. Được không nào? Còn nếu như mấy đứa không đổi đơn vị, mấy đứa để im đơn vị kg thì cuối cùng nó ra lít. Ok. Cho nên các bạn đừng có lăn tăn chỗ này nhá. Cho nên là cô có bảo mấy đứa là có một cái mẹo mấy đứa nhớ nhanh là đơn vị kg nó sẽ tương ứng với đơn vị thể tích là lít. Còn đơn vị gam nó tương ứng với đơn vị thể tích là ml. Là chúng ta khỏi đổi đơn vị. Được chưa? Rồi chú ý ha. Cái này không ai bắt bẻ, mấy đứa không đổi đơn vị không ai bắt bẻ cả nhá. 2K6 học được không cô? Không, 2K6 không cần học cái này đâu. Cái này của các em 2K7. Được chưa? Bạn Panh Nhi, em không biết làm xong em vừa lấy cái gì đây, ha, phần trăm hai gì đó nhân ý xong ra vẫn đáp án đúng. Ôi trời ơi Panh Nhi là lụi đỉnh của chóp quá đúng không Nhi? Bạn Phạm Trân là khóa 11 cô like từ thứ mấy vậy ạ? Khóa 11 hiện tại là cô like vào thứ ba, thứ năm và chủ nhật tầm 21 giờ tối. Có hôm nào mà cô ăn cơm trễ thì cô sẽ like là 21 giờ 5 đến 21 giờ 10 phút. Đó các bạn chú ý nhé. Thì bạn muốn các bạn vào nào, bạn nào mà mới biết cô mà mấy đứa còn chưa biết lịch học á, mấy đứa vào cái nhóm mà cô ghi ở phần bình luận, ở trong đó cô sẽ thông báo lịch học, thì các bạn chú ý nhé. Vào trong cái nhóm mà cô ghi ở phần bình luận các bạn. Xem điểm đi cô, à xem điểm rồi để mấy đứa đợi cô một xíu cô mở điểm lại nhá. Coi thử xem được không nào. Rồi để cô xem. Hôm nay có bao nhiêu bạn làm bài? 250 bạn làm bài. Rồi ok, có xem được điểm đó. Mấy đứa đợi cô lọc điểm mới cô xem hôm nay có bạn nào được 1.000 điểm không nhá. Thử xem. Trời ơi quá là buồn. Đề của Liên khó lắm đâu mấy đứa. Đề của Liên khó lắm sao? Đây. Đây là bảng điểm hôm nay mấy đứa ơi. Bảng điểm hôm nay. Đây các bạn ơi, cô đã lọc điểm và điểm cao nhất tới thời điểm hiện tại là 8 điểm, 875 điểm, cơ là 8 điểm 75 đây nè. Trời ơi. Bạn có tên là Nhoi Nhoi rồi xong, đây là những cái tên mà gì, đây là tên tên gì, tên của các nick ảo đây, không có đặt tên rồi, tên mình đẹp thế mà đúng không, bố mẹ đặt cho mình mỗi cái tên rất là đẹp rồi mình mới tự tin mình viết tên mình vô đây, được chưa? Mình điểm cao nhất lớp mà mình viết cái tên này thì thôi cô Liên khỏi đọc nhá. Bạn tiếp theo cũng không biết tên gì luôn. Bạn tiếp đến là cá sấu thích học hóa. Trời ơi, ba mẹ nào đặt tên cá sấu thích học hóa đâu. 860 cho 1.000 điểm mà điểm cái tên này là toang rồi nè. Đây ok, bạn Trần Đức Tuấn tên rất là đẹp, 845 điểm trên 1.000 điểm. Bạn Nguyễn Doãn Trung 835 trên 1.000 nè. Bạn tiếp theo là bạn Nguyễn Bình Phương Khánh tên rất là hay nè, 820 trên 1.000. Bạn tên gì? Trời ơi thôi mấy tên này là cô không đọc chắc luôn nhé. Bạn nào không biết tên là cô Liên không đọc. Bạn tiếp theo, bạn này chắc là tên Hạnh đúng không? Nhưng mà viết tên cũng tách quá. Mình có tên, ba mẹ đặt tên mình thì mình phải viết tên vào chứ, đúng không? Hoàng Giang 785 nè, Lê Võ Minh Thư 785. Tiếp theo là Lý Thị Thùy Dung 775,
Bằng Trần Quỳnh Như 770. Đen vâu đã đen vâu à, đen vâu nào mà vô làm bài của cô Liên đâu. Đứa nào là đen vâu đâu. Trời ơi. La Mạnh Tiến Biệp. Rồi mà cái thanh niên này chắc là cô cho ra khỏi băng điểm rồi đó. Đặng Đức Phú nào 750. Rồi thôi toàn là tên tào lao, không đọc nữa. Cô lướt sơ qua để mấy đứa xem điểm nhờ. Điểm thấp nhất là bao nhiêu đây. Hôm nay có 256 bạn nộp bài, trong đó điểm thấp nhất là 180 điểm, có là tương ứng với 1,8 điểm nhưng mà không có tên. Rồi. Mấy đứa điểm thấp nó sợ điểm thấp nó ghi tên, nó sợ cô Liên chém hay sao không biết. Nhưng mà điểm cao mà cũng sợ cô Liên chém nữa nên nó cũng không dám ghi tên luôn. Quá là buồn. Nói chung là bảng điểm chi tiết ngày mai chị trợ lý sẽ up cho các bạn sau ha. Rồi. Em top 23 ok. Rồi, điểm lần này các bạn, có lẽ là lần thi thử đầu tiên của lớp chúng ta nên điểm nó còn chưa như mong đợi. Có thể là đề của cô Liên cho khó quá nên là các bạn làm sai hơi nhiều, đặc biệt là phần số 2, phần chọn cái phát biểu đúng sai đúng không? Rồi, chắc có lẽ lần sau cô Liên cho đề dễ hơn ha, để mấy đứa đạt ngàn điểm chứ rớt buồn, chứ điểm thấp buồn quá. Có thưởng không cô? Thì cô định thưởng đấy là có nghĩa là bạn nào điểm cao là thưởng tiền. Thưởng tầm 100k. Nhưng mà hôm nay không điểm cao nữa. Mà điểm cao thì cũng không ghi tên cho nên là cũng không thưởng. Đứa nào mà là nhớ nhá, lần sau nhá là làm bài của cô Liên là phải ghi tên đầy đủ nha. Lỡ điểm cao là cô Liên thưởng. Còn ghi tên tào lao là không có thưởng. Được chưa? Thôi đề khó đi cô hả? Thì cô cũng có nói với bạn là thật ra mấy đứa làm đề với cô là đề khó một chút cũng được. Nhưng mà chúng ta học được nhiều kiến thức, chúng ta ôn được nhiều kiến thức chúng ta thi nhá. Chứ đề dễ quá thì cũng không không có hứng để làm đúng không? Thế lần sau cho đề khó anh tiếp nhờ. Tính điểm sao vậy cô? Tính điểm hả? Cái này thì các bạn có là bao nhiêu câu? Tổng cộng của chúng ta bao nhiêu câu? Chúng ta có 20 câu cộng với 4 câu cộng với 6 câu, chúng ta có 30 câu. Chúng ta lấy 10 điểm. 10 điểm chúng ta chia cho này. Mỗi câu là nhiêu đây hả? Ủa khoan không biết chị trợ lý tính điểm sao ta? Để lát cô hỏi chị trợ lý là cô không biết. Tại vì cô soạn đề thôi, còn điểm mà chị trợ lý đưa lên á, có thể là chị trợ lý tính điểm khác cô. Mỗi câu bao nhiêu điểm đó không biết nữa. Để cô hỏi thử nhá. Rồi. Rồi, ok, đề khó đi cô, bạn mới thích hả? Ok rồi. Thưởng cái gì cô? Thưởng thì bây giờ nó có rất là nhiều cách thưởng. Ví dụ là bạn nào đánh cao cô sẽ tặng voucher. Voucher giảm khóa, giảm học phí cái khóa gì? Khóa xuất phát sớm. Là giảm thêm một voucher giảm 100k. Có là ví dụ là học phí hiện tại các bạn có là 1 triệu 400 nghìn đúng không? Thế thì mấy đứa nếu như mấy đứa nhận được voucher này thì mấy đứa giảm được thêm 100k nữa thì mấy đứa còn 1 triệu 300 chẳng hạn đó. Được chưa? Cô nghĩ cái này voucher này cái tặng này rất là hợp lý nè, vừa giúp các bạn có là được tiền đăng ký giảm học phí là tốt. Đúng không? Còn nếu như mà mấy đứa bạn nào mà đã đăng ký rồi thì cô sẽ tặng tiền mặt chuyển khoản cho mấy đứa 100k luôn, như thế nào? Rồi. Bà Nguyễn Ánh gặp đề này thì bây giờ thuyền em mới đi được á cô hả? Rồi, thế thì bây giờ tối nay ngủ rồi chúng ta tiến vào giấc mơ đi chinh phục mà kho báu nhá. Còn bây giờ thì chúng ta nghỉ các bạn ơi. Thường top 10, thần thường top 10 nha các bạn, thường top 10. Cái này làm ở đâu nộp vậy cô ạ? À, cái này thì em phải theo dõi trên fanpage của cô nha Trâm. Cái là trên fanpage thì lúc nãy các chị trợ lý có đăng đề nè. Đây. Hoặc là mấy đứa vào cho cô cái nhóm mà lúc nãy cô nói đó. Đây, cô nào vào nhóm đi cho nó nhanh. Nhóm VIP lớp 11 đó các bạn kéo xuống đúng không? Chúng ta có ngay đây cái bài thi lúc nãy. Đây các bạn, bài thi thử giữa cuối học kỳ 2 đây, cái chị trợ lý sẽ share vào nhóm, đăng vào nhóm để mấy đứa làm thì mấy đứa chỉ cần nhấn vào đây nè. Link đề các bạn nhấn vào link đề thế là chúng ta có đề chúng ta làm. Đúng không? Đây link đề làm xong các bạn nhấn vào link điền đáp án thế là chúng ta có vô đây điền họ tên vân vân rồi nhấn đáp án thôi. Đó thì đó là cách làm đề nhé. Bạn nào mà lỡ hôm nay chúng ta chưa có làm thì hôm sau nhớ làm ha. Làm để chúng ta rèn luyện. Khi nào làm đề 2 thì ngày chủ nhật nhà chúng ta sẽ giải đề 2 nhưng mà ngày chủ nhật mà chúng ta mấy đứa có muốn làm đề thi thử không? Hay là mấy đứa muốn cô đăng đề rồi sửa thôi? Cô ơi tặng áo in ảnh cô đi ạ à, ra đường cho nó oai. Trời ơi, chắc là in áo cô liền chắc là phải cầm
Photoshop cho cô Linh cái coi đau bừ bừ lên mạch ra đường cho nó oai nhờ. Rồi hiện tại thì cô chưa có làm áo ấy đó. Thật ra thì cô mới có làm thường các khóa trước của các anh chị thì cô tặng sách thôi, chứ còn áo thì cô chưa có làm. Tại vì kiểu sao ta, cô không có tìm được cái chỗ mà để người ta làm áo chất lượng đó mấy đứa, kiểu thế nhá. Rồi mấy đứa thích thi thử đúng không? Ừ, thế thì để cô sẽ nhờ các chị trợ lý soạn đề thi thử nhá. Cô sẽ soạn đề rồi các chị trợ lý sẽ đưa lên Google Form cho các bạn làm. Rồi thôi, chúng ta không nói chuyện nữa. Ta nghĩ bây giờ hôm nay lễ lộc cho nên là có thể là mấy đứa phải tranh thủ ngủ sớm để mai đi học lại nhá. Rồi, đề hôm nay rất là hay cho nên là cô các bạn nhớ là in đề ra, các bạn nhớ là làm lại nhá. Ví dụ là đến trước cái ngày thi chúng ta làm lại một lần nữa. Đặc biệt là các câu phát biểu đúng sai nha mấy đứa ơi. Hôm nay sai rất là nhiều câu đó đó. Được chưa nào? Bao giờ có điểm, bảng điểm thì ngày mai các chị trợ lý sẽ up nhá. Ok. Rồi, còn bây giờ thì chúng ta nghỉ. Bye bye cả lớp. Cảm ơn mấy đứa đã đồng hành cùng cô và rất là chăm học trong buổi lễ ngày hôm nay. Phát vía 10 điểm hóa cuối kỳ cho mấy đứa ha. Rồi giờ thì chúng ta nghỉ. Bye bye cả lớp. Chúc cả lớp ngủ ngon. Rồi bye bye mấy đứa một lần nữa. Ta nghỉ nhá.